Câu thứ ba, các Phật tử hỏi rằng: Con bạch thầy, chồng con chết năm 2013, con đã gửi vào chùa. Từ khi chồng con chết, đêm nào con cũng mơ thấy chồng con về. Trong mơ, con còn biết chồng con đã chết về thăm con. Con nghe nói như vậy là chồng con chưa được siêu thoát. Con mong thầy giải đáp giúp con. Con xin chân thành cảm ơn. Cái này thì thầy cũng không dám khẳng định là chồng của Phật tử này được siêu thoát hay chưa được siêu thoát. Nhưng mà như vậy là chúng ta biết ngày nào cũng nhìn thấy, đêm nào mơ cũng nhìn thấy một cái hiện tượng như vậy, thì chúng ta cũng phải xem xét là nó phải có một cái vấn đề gì đó. Thì Phật tử này, cái quan trọng theo thầy ấy thì không tìm hiểu là đấy có phải là chồng mình được siêu thoát hay chưa được siêu thoát. Mà điều quan trọng nhất là bây giờ Phật tử nên phát nguyện này: ăn chay 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, và phát nguyện mỗi ngày 3 thời tụng kinh Địa Tạng, sáng quyển thượng, chiều quyển trung, tối quyển hạ. Sáng từ 4 đến 5 giờ gì đó thì dậy tụng quyển thượng, chiều từ 4 đến 5 giờ chiều đó thì tụng quyển trung, tối thì 7 rưỡi 8 giờ gì đó thì tụng quyển hạ. Nó trùng vào thời của Chư Tăng và cũng các Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam cùng tụng cái bộ kinh Địa Tạng này, thì công đức nó có sự cộng lực với nhau, cộng hưởng với nhau, năng lượng rất là lớn. Cho nên tụng vào ba cái thời này thì nó có sự cộng hưởng thì rất tốt. Vì vậy Phật tử nó phát nguyện tụng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, tùy theo cái sự phát nguyện của mình. Tiểu phát nguyện là 21 ngày, trung phát nguyện là 49 ngày, và đại phát nguyện là 100 ngày. 100 ngày này nhất tâm thọ trì đọc tụng như vậy. Đặc biệt là không ăn gì, không ăn năm loại ngũ tân là hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Như trong kinh Địa Tạng nói, khi phát nguyện, phát đại nguyện, trung nguyện và tiểu nguyện tụng bộ kinh này để hồi hướng cho người thân, và đặc biệt đây là hồi hướng cho chồng của mình. Nếu hết 21 ngày nếu là tiểu nguyện, 49 ngày nếu là trung nguyện và 100 ngày nếu là đại nguyện mà không thấy chiêm bao như vậy nữa, có nghĩa là ổn. Đấy, như vậy là ổn, là biểu tướng đây là người thân của mình đã được đi thoát hóa đầu thai và không còn ở lại cái kiếp âm hồn ma quỷ ở dưới quay âm nữa. Đấy, thì xin khuyên Phật tử này như vậy. Còn không nên đi tìm là đấy có phải chồng con không, hay là không nên có đi xem đi xỏ lắm làm gì cả, không đi xem xỏ bói toán làm gì cho nó mệt người mà lại lo vào thân, họ phán linh tinh cho lại sợ. Mà đây Phật tử nói cũng đã đem chồng gửi vào chùa rồi, từ năm 2013 đến nay là 2017, như vậy cũng là 4 năm rồi. Đã 4 năm rồi và đêm nào cũng mơ như vậy thì là có vấn đề, nên phát nguyện như vậy. Thì ngoài ra thì nên gieo cái, tạo thêm cái phúc duyên nữa, đó là phóng sinh vào những ngày chay. Tháng thì khoảng độ, nếu có điều kiện thì 10 ngày chay, không thì 6 ngày chay, hoặc là 2 ngày đại chay, tức là 15 và mùng 1 cũng được. Đó, trong 2 tháng 2 ngày đó là ngày đại chay thì nên phóng sinh một chút, thành tâm thôi. Kinh tế nó có nhiều thì mình phóng sinh nhiều, không có nhiều thì thành tâm. Một vài chục nghìn cũng được, 100, 200 nghìn cũng được, không cứ là phải là nhiều. Nếu như mình không có kinh tế thì cơ bản là xuất phát từ cái tâm thành. Đó, cơ bản tâm thành. Khi tụng kinh nên thỉnh một cái ảnh Phật Bồ Tát, thỉnh một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là cái tượng Phật Bồ Tát nhỏ nhỏ cũng được, để lên, có bàn thờ Phật thì để lên bàn thờ Phật thì tốt, không thì bàn thờ thần linh gia tiên nhà mình, và phát nguyện đọc tụng 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày đó. Lễ lạc thì thành tâm thôi, hoa quả thì thành tâm, héo thì mình lại thay. Cái cơ bản là mỗi ngày phải múc lấy 7 chén nước, múc lấy 7 chén nước. Rồi sau đó thì cứ đến hôm sau tụng hết ba thời kinh thượng trung hạ thì đến sáng sớm sau mình lại thay 7 chén nước mới. Một chén ở giữa thì đem vẩy hết đất cát nhà cửa của mình, còn 6 chén còn lại có thể 3 chén cho người, tất cả người trong nhà nhà mình uống, hoặc mình uống, bản thân mình uống tốt, rất tốt. Còn 3 chén còn lại thì nên nhon lại khoảng độ tầm, nếu tụng 21 ngày thì để hết hết 21 ngày đó thì bắt đầu mình đem cái nước đó ra ngoài mộ, mình rải ngoài mộ thì tốt. Nếu mà ở gần gần thì cứ 7 ngày mình ra, mình dồn nước 7 ngày mình ra, mình vẩy một lần ở ngoài mộ cho mát mẻ, cho mát mẻ. Nếu bằng không thì ở xa thì hết 21 ngày mình mới ra vẩy cũng được, hoặc là hết 49 ngày ra vẩy được, khoảng 100 ngày ra vẩy cũng được.
Nhưng tốt nhất thì ở gần gần được thì 7 ngày, hết 7 ngày thì mình nhoan ra vào một cái chai Lavie hay là một cái cốc cái can nào đó, hết 7 ngày thì mình lại ra mình vẩy một lần. Đó, thì như vậy thì cũng rất tốt cho cái hương linh đó, nếu như hương linh đó chưa được siêu thoát. Nếu được siêu thoát rồi thì trong kinh Phật nói là được siêu thăng cảnh giới thì càng tốt. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, con chào thầy ạ. Con rất thích không khí và tri thức về Phật giáo. Con rất thích không khí và tri thức về Phật giáo. Và một lần đến chùa, con đều không bận tâm hay suy nghĩ gì, nên con muốn hỏi thầy. Ba chấm. Bây giờ con muốn xuất gia thì cần những gì ạ? Ba chấm. Trang bị thế nào cho đủ và đúng nhất ạ? Sơn Tây ngày 24 tháng 9 năm 2017. Bạn nói rằng có một bạn nói rằng rất thích không khí và tri thức về Phật giáo. Không khí ở đây tức là chắc là cảnh quan của chùa, thích ở trong một cái bầu không khí thoáng đãng yên tĩnh, không gian trong không gian một ngôi chùa, và rất thích để nghiên cứu về tri thức của Phật giáo. Bạn này nói rằng mỗi lần đến chùa thì đều đều tâm đều không có bận tâm hay là suy nghĩ những cái điều gì, và bây giờ nói là hỏi là bây giờ muốn xuất gia thì phải cần những gì, cần những gì, muốn xuất gia cần những gì, cần cái tâm chân thành, cần cái tâm gì, kiên cố. Đầu tiên là tâm chân thành đối với việc gì, việc xuất gia học Phật của mình. Người xuất gia ngày xưa các tổ nói gì, là không phải một người bình thường có thể làm được. Trong kinh Đức Phật nói á, dấu ở ngoài xa trường thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình là tối thắng. Nghĩa là sao? Nghĩa là một vị tướng tài ở ngoài xa trường, tức là ngoài gì, ngoài chiến địa tung hoành dọc ngang, tay gươm tay giáo, tay súng tay côn vân vân, có thể giết gì hàng ngàn ngàn quân giặc. Nhưng mà khi thắng giặc rồi á, vị tướng tài đó tự thắng mình, tự chiến thắng cái bản ngã của mình, tự chiến thắng cái gì, cái tâm kiêu căng ngã mạn của mình, tự chiến thắng cái tâm dục vọng lẫy lừng của mình, tự chiến thắng cái tâm gì mong muốn quốc gia xã tắc đền đáp cái công lao đánh giặc của mình, vân vân và vân vân đó. Đấy mới là điều quan trọng. Chúng ta xem phim, bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa, chúng ta thấy là một vị đại tướng quân nào rất giỏi mà giết chết cả một vị vua, một vị tướng tài phía bên kia, đó là ai? Hán Hàn Tín. Hán Hàn Tín. Hán Hàn Tín là một tướng tài. Chính vì ông quá tài, quá giỏi, cho nên cái lòng kiêu căng ngã mạn của ông cũng quá lớn sau khi gì? Thắng giặc. Chính vì vậy cho nên đi đến đâu cũng không có người gì dám sử dụng ông ấy một cách là tuyệt đối. Chính vì vậy ông nhận thấy là người ta không sử dụng mình một cách tuyệt đối, vì vậy mà ông mới khởi tâm gì? Khởi tâm cũng muốn tạo phản. Cho nên chúng ta thấy rằng ở ngoài xa trường thắng ngàn ngàn quân giặc đó, nhưng mà tự thắng mình, thắng bản ngã của mình, thắng chiến công của mình, và thậm chí thắng cái dục vọng của mình là khó vô cùng. Đức Phật nói cái hạng đó, hạng người đó ở thế gian thì rất tốt, cũng tốt, rất tốt. Nhưng mà Đức Phật thì nói rằng tự thắng mình mới là gì? Là bậc tối thắng. Thắng mình nghĩa là sao? Nghĩa là chiến thắng những bản ngã, những dục vọng, tham, sân, si ở sâu thẳm ở trong gì?
trong tàng thức A-lại-da của mình. Chiến thắng những danh vọng, những tiền tài, của cái lợi lộc vân vân đó xung quanh mình. Mình đối trước nó mà không bị nó làm lay động cái tâm chân thật của mình, đó mới là quý. Cho nên ở đây bạn hỏi rằng muốn người bạn muốn xuất gia, bây giờ muốn xuất gia thì cần những gì? Cho nên chúng tôi nói cần đầu tiên là cái tâm chân thành nơi bạn. Bạn phải phát được cái tâm chân thành thứ nhất là phải gì? Là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai mà xuất gia thì mới thành gì? Thì mới thành tựu và mới có cái động lực và mới thành tựu cái sự nghiệp xuất gia của mình. Còn xuất gia, tuy thân xuất gia mà tâm không xuất gia, nghĩa là sao? Thân thì cạo tóc, mặc áo theo hình tướng của đệ tử Phật, mà tâm thì suốt ngày tham lam sân hận, suốt ngày nghĩ ngợi đến những điều tà vọng, xấu xa, tham sân si không trừ, mạn nghi ác kiến không tiêu, dục vọng thì lẫy lừng, ăn thịt uống rượu, nói càn nói quấy, không một tội ác gì là không dám làm. Thì xuất gia như thế, thà rằng ở nhà mình làm một cư sĩ, là một Phật tử, mình tự làm lấy mà ăn. Làm nữ thì mình lập gia đình cho yên bề gia thất, làm chọn cái bổn phận người làm vợ rồi người làm mẹ. Và chúng ta nếu tiến tới chúng ta mộ Phật thì chúng ta quy Tam Bảo, làm chọn cái trách nhiệm và nghĩa vụ của một người Phật tử tại gia. Nhất tâm tụng kinh niệm Phật, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Đức Phật nói công đức cũng vô lượng. Nếu mà tu theo pháp môn Tịnh Độ, tín tâm niệm Phật cũng có thể đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn nếu là nam á, lấy vợ sinh con, báo đáp tổ tiên, phụng dưỡng cha mẹ, tín kính Tam Bảo, làm các việc lành, thì đó cũng là cái việc tạo phúc. Thậm chí là có thể nếu chúng ta có sức khỏe, có ý chí, có thể là gì? Tham gia nhập ngũ, bảo vệ tổ quốc, giữ yên bờ cõi cho gì? Cho giang sơn đất nước của chúng ta được thái bình thịnh trị bền lâu, cũng là góp gì? Góp một phần công sức nhỏ bé vào của mình ấy, vào cái sự nghiệp lớn lao của đất nước, của tổ quốc mình. Công đức cũng vô lượng vậy. Cho nên nếu không vì tâm chân thành mà xuất ra, thì thà rằng ta ở nhà, ta làm tròn cái trách nhiệm, nghĩa vụ của người gì? Người con của bố mẹ, người cháu của ông bà, người chắt của tổ tiên mình ấy, còn hơn làm tròn trách nhiệm với gì? Với vợ hoặc với chồng của mình. Và làm tròn trách nhiệm của mình ấy, với quốc gia, dân tộc, đất nước. Tròn cái trách nhiệm, nghĩa vụ của một công dân đối với dân tộc và đất nước ấy, thì còn hơn là xuất gia mà không xác định của mình, không xác định được cái tâm xuất gia chân thành của mình ấy, thì thà rằng ở nhà còn hơn. Còn bạn hỏi trang bị như thế nào cho đủ và đúng nhất? Chỉ cần tâm chân thành và là đủ. Và đúng nhất ấy, là sao? Cần thêm một ngoài tâm chân thành là đủ đó. Thì để đúng nhất ấy, là phải giữ được cái tâm chân thành đó bền lâu, không bao giờ thoái chuyển. Người đã phát nguyện xuất gia theo Phật là đệ tử gì? Của Đức Phật, tức là làm sứ giả của Đức Như Lai, đem chính pháp của Đức Như Lai á để quảng khai phương tiện rộng độ chúng sinh, mong phá mê khai ngộ, dẫn dắt cho chúng sinh á từ chỗ ác tà đi về chỗ gì? Thuần tịnh, thuần thiện, khiến cho họ từ cái chỗ gì? Kẻ ngu si nay á được khai mở trí tuệ, tu hành dần dần đều được giải thoát như chư Bồ Tát, chư Phật á, thì công đức vô lượng. Giữ chọn một cái niềm tin đó, phát lòng chân thành và giữ chọn được cái niềm tin vào lòng chân thành, xuất ra như vậy thì bạn có thể, khi bạn cảm thấy đầy đủ, có thể thưa với cha mẹ và xách ba lô trống không lên mà đi thôi. Vì từ sân Tây vào đây chỉ cần một ba lô trống không thôi, chứ chả cần bạn mang theo tiền tài của cải vàng bạc gì cả. Một cái ba lô trống không thôi là được. Vì từ đó vào đây bạn có thể thay ngay bộ quần áo trắng tinh bằng bộ quần áo nâu sòng đạm bạc, bắt đầu tập sự ngay cuộc sống của người xuất gia.
sống vì mọi người chứ không phải sống vì mình. Người xuất gia chân thành là phải sống vì mọi người chứ không phải sống vì mình. Đức Phật nói người xuất gia chân thành là lấy niềm vui của người là niềm vui của mình, lấy nỗi đau của người là niềm đau của mình. Đó. Ở chùa nào tôi không biết là họ xuất gia như thế nào, mục đích của họ ra sao. Nhưng đến nếu đến với ngôi chùa Khai Nguyên này thì mục đích xuất gia là phải lấy niềm vui của người là niềm vui của mình, lấy niềm vui của tất cả chúng sinh là niềm vui của mình. Tức là sao? Là chúng ta phải sống gì? Cống hiến cho đạo và cho đời. Chúng ta còn một chút sức lực, chúng ta vẫn còn cống hiến. Chúng ta vẫn còn có thể gì? Giơ cái tay lên để nhặt một gì? Một cái lá để cho ngôi chùa nó sạch sẽ phong quang, cho tín đồ Phật tử thập phương họ đến thì đến lễ vãng cảnh chùa, họ lễ Phật, họ thấy là à cái ngôi chùa này trang nghiêm thanh tịnh thế, và họ khởi được tâm bồ đề. Đó, chúng ta còn cái sức để gì? Lấy tay nhặt một cái lá, chúng ta cũng không tử nan, liền lấy hết sức mình nhặt một cái lá, khiến cho gì? Một ai đó tới chùa thấy cảnh đẹp phong quang sạch sẽ mát mẻ thanh tịnh, họ phát tâm bồ đề. Đấy gọi là lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình, và lấy nỗi đau của chúng sinh là gì? Là nỗi đau của mình. Người xuất gia chân thành ở ngôi chùa này á, phải lấy nỗi đau của tất cả chúng sinh là nỗi đau của mình. Thấy chúng sinh đau khổ, chúng ta khởi cái lâm tâm đại bi thương xót để mà tu hành tinh tiến, nguyện mau sớm được thành Phật, thành Bồ Tát, sớm được giải thoát giác ngộ, để có đầy đủ thần lực, có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ công đức, đầy đủ thần thông để cứu vớt chúng sinh khổ đau ấy, sớm thoát khỏi biển khổ. Đó gọi là lấy nỗi đau của chúng sinh là nỗi đau của mình, chứ không được bàng quang trước nỗi đau của chúng sinh, không được cười, không được vui vẻ trên nỗi đau của chúng sinh. Đó. Cho nên bạn làm được như thế thì hãy xách ba lô lên mà đi. Cái ba lô đấy chỉ cần cái ba lô không thôi, tưởng tượng thôi, hay là chỉ cần gì, một bộ quần áo trên thân thể mà bạn đi thôi. Đó. Chứ không cần phải mang cái gì, hành trang của chúng ta bên ngoài không cần, cần cái hành trang đại nguyện ở bên trong. Tức là đại nguyện, tức là cái tâm chân thành và bền lâu đó, ở bên trong đó, không bao giờ lui sụt, dẫu cho gì, khó khăn đến đâu, dẫu cho khổ sở đến đâu, dẫu cho có thịt nát xương tan, chúng ta cũng gì, cũng hoan hỷ, cống hiến gì, cho đạo pháp và cho dân tộc. Các vị đừng có nghĩ rằng người xuất gia không làm lợi ích gì cho dân tộc, cho đất nước, cho dòng họ, cho gia đình nhé, lầm. Đức Phật vì xuất gia tu hành thành Phật, cho nên Ngài không chỉ làm lợi ích cho dân tộc của Ngài, đất nước Ca Tỳ La Vệ của Ngài, mà Ngài còn đem lại lợi ích cho gì? Cho rất rất nhiều những chúng sinh đau khổ ở trên thế giới này được thoát lên sinh tử, làm lợi ích cho rất nhiều những bậc gì? Tri thức, những tầng lớp thượng lưu ở trong cuộc đời này, tầng lớp tri thức thượng lưu vân vân đó, thì họ có cái nhìn và cách làm của họ đem lại lợi ích cũng rất lớn lao cho gì? Cho thế giới này. Đó. Một ông vua là tầng lớp gì? Thượng lưu. Tin Phật, nghe lời Phật dạy, họ lấy đức hạnh để trị dân, lấy đức độ để trị dân đó, thì dân sẽ an, dân sẽ được an cư lạc nghiệp, nhà nhà sẽ hạnh phúc, người người sẽ hạnh phúc. Đó là gì? Cái phúc của một vị vua, do học hiểu Phật, đem lời dạy của Đức Phật áp dụng vào cuộc sống đời thường ở trong gì, trong việc cai trị đất nước của mình vậy. Hoặc là một vị nguyên thủ quốc gia, khi hiểu được lời Phật, đem cái tư tưởng từ bi bình đẳng, vị tha vô ngã của Đức Phật vào áp dụng vào trong đời sống chính trị, điều hành đất nước của mình, đem lại cái lợi ích gì cho quốc gia, cho dân tộc mình, thì đó là cái phúc của muôn dân. Có được một vị vua tốt, có được một vị gì, một nhà chức sắc, một nhà chính trị cấp cao tốt vậy, một nhà nguyên thủ quốc gia tốt vậy. Đó. Cho nên đừng có nghĩ rằng người xuất gia là gì? Là bất hiếu. Các bạn đừng có nghĩ rằng xuất gia là bất hiếu, không hầu hạ cha mẹ khi ốm đau, không hương khói
tế tự cha mẹ gì khi chết, không ở bên cạnh linh cứu của cha mẹ gì khi chết đó, đó là bất hiếu. Đức Phật nói cái người con bất hiếu nhất ở trên đời này đó chính là người con gì không giúp được cho cha mẹ hiểu thế nào là chính pháp. Còn Đức Phật nói dẫu cho hiếu thảo ở trên cuộc đời này á, vai trái cõng cha, vai phải gác mẹ, cõng vác mẹ. Cha mẹ muốn đi đâu, con liền đem cha mẹ tới đó. Mùa đông á thì cho ấm, mùa hè thì cho mát, đói thì cho ăn, khát thì cho uống. Ngày ngày giờ giờ tháng tháng năm năm làm cho cha mẹ vui, lúc nào trên miệng cha mẹ cũng nở nụ cười, không để cho cha mẹ buồn dù là chỉ một giây lát. Đức Phật nói so với cái chữ hiếu của thế gian thì đó gọi là người con rất hiếu thảo. Nhưng Đức Phật nói so đem so cái sự hiếu thảo đó với đứa con gì, đứa con xuất thế gian, tức là người con mà biết học Phật, biết tu Phật, đặc biệt là biết xuất gia đầu Phật mà tu hành chân chính, cảm hóa được bố mẹ, người thân, biết tín Phật, biết quy tam bảo, biết niệm Phật và biết tụng kinh, biết làm thiện, biết phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, vân vân. Đặc biệt là khuyên bố mẹ biết tụng kinh niệm Phật, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cha mẹ khi xả bỏ báo thân, được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Một đời tu hành xuất ly sinh tử, vĩnh viễn xa rời biển nghiệp khổ đau, thẳng chứng viên mãn vô thượng Bồ Đề. Thì Đức Phật nói cái đó là những đứa con gì? Đứa con đó là đứa con trí hiếu. Tức là gì? Hiếu thảo đến cái nỗi gì? Đến cái mức độ là tột cùng vậy. Không có một cái hiếu nào có thể vượt hơn cái hiếu đó. Giống như trong kinh Địa Tạng, Đức Phật vì sao mà đặc biệt tán dương khen ngợi công đức vô lượng vô biên của Bồ Tát Địa Tạng? Chính vì Địa Tạng Bồ Tát là đứa con trí hiếu vậy. Tình thương lo tri ân báo ân cha mẹ của Bồ Tát Địa Tạng trên thế gian này chúng ta đều phải gì? Phải nói theo. Học theo cái cách gì? Báo hiếu, cái trí hiếu của Bồ Tát Địa Tạng để mà noi theo, để mà tu tập, noi theo để mà thực hành, làm được như thế thì dần dần chúng ta sẽ cảm hóa được người thân của chúng xung quanh chúng ta, sẽ cảm hóa được cha mẹ, ông bà họ hàng, cô bác gia đình chúng ta. Họ sẽ dần dần họ sẽ hiểu thế nào là xuất gia có lợi ích gì, và trước đây có thể họ phỉ báng, trước đây có thể họ không bằng lòng cho con cái cháu chắt họ trong gia đình, trong dòng họ mình xuất gia. Nhưng mà khi chúng ta tu tập được, dần dần chúng ta cảm hóa được. Đó. Ở trong chùa thì các đệ tử của thầy bây giờ thì chiếm đến 80% cảm hóa được cha mẹ tin Phật và lễ Phật hàng ngày, chiếm được khoảng độ tầm 3-40% cảm hóa cho cha mẹ gì biết ăn chay mỗi tháng ít nhất cũng được vài ngày rồi, và cảm hóa được khoảng độ 10-15-20% là gì? Cha mẹ phát nguyện ăn chay trường, thờ Phật tại nhà, ăn chay trường, tụng kinh niệm Phật. Mặc dù trước đây á, khi đứa con xin đi tu, cha mẹ nhất định phản đối. Cha mẹ nghĩ rằng gì? Đi tu như vậy, cái thứ nhất là làm mang tiếng đến gia đình, là mang tiếng đến dòng họ. Sinh con ra mà không nuôi được con, không dạy được con khôn lớn, mà để cho con gì? Nó phải vào cửa chùa ăn mày rồi ăn mày Phật, sống đỡ qua ngày, nhục lắm. Chẳng có một cái nỗi nhục bằng cái nỗi nhục gì cho con gì đi vào chùa xuất gia ăn mày Phật sống đỡ qua ngày. Họ nghĩ như thế. Nói chẳng ai mà xa ngày xưa khi thầy mới xuất gia thì vậy. Cha mẹ họ hàng của thầy cũng nghĩ như thế. Thậm chí cả các bác, ông bác, cả tức là anh mẹ của thầy ấy, còn từ mặt mẹ thầy. Cấm không cho bước vào cửa, phải đến gì? Đến hơn một năm trời. Cấm em gái mình không cho bước gì, bước qua cửa nhà, vào cửa nhà nhà mình gì? Vì là sợ là nhục lây. Nhục lây làm sao?
Tức là cô sinh con ra cô không dạy được con cô, để cho nó gì thất tình lục dục mà đi tu, để cho dân làng khinh bỉ cả cái gì, không chỉ nhà cô mà khinh bỉ cả cái dòng họ này, tòi ra một cái đứa đứa con đứa cháu bất hiếu như thế. Con trai lớn không lấy vợ, con gái lớn không gả chồng. Tức là khoảng 2 năm sau khi thầy đi tu thì em gái út lại xin đi tu nốt. Cho nên ông càng bực nữa, bảo là con trai lớn không lấy vợ, con gái lớn không gả chồng, mà là gì, để cho nó thất tình lục dục, vào cửa chùa để sống đỡ qua ngày, nhục lắm. Cho nên cấm mẹ thầy gì? Bước chân vào gia đình, vào cửa nhà ông gì? Ông bác. Vậy nhưng mà chúng ta thấy 4-5 năm sau, cái sự tu hành của thầy chưa thành tựu đâu, mới chỉ là khởi sắc một chút, từ chú tiểu lên gì thọ đại giới và được đi học đi hành, đi về mình dùng gì? Dùng giáo lý của Đức Phật, dùng tâm chân thành để cảm hóa, cho đến bây giờ cả dòng họ nội họ ngoại ai ai gì cũng kính ngưỡng Phật pháp, ai ai cũng nói rằng gì, ai ai bây giờ, ngày xưa thì chỉ trích mẹ của thầy bao nhiêu, thì bây giờ ai ai cũng gì cũng nói là gì, sinh được đứa con như thế mới đáng sinh. Đấy, trong xã hội chúng ta thấy người ta cái sự nhìn nhận của người đời có thể thay đổi theo năm tháng và theo gì, theo cái sự tu tập và cảm hóa họ của chúng ta. Cho nên thầy khuyên bạn này, nếu mà thực sự mà có tín tâm với Phật, có duyên với Phật, muốn cống hiến cuộc đời của mình để trên thì báo đáp Phật ân, dưới thì vì hạnh nguyện cứu độ chúng sinh, chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều, cứ xách ba lô. Một câu hỏi nữa hỏi rằng: con Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy cho con hỏi, con có theo một ông thầy đồng 20 năm rồi, thầy đồng đấy có cho nhà con 18 lá bùa dán ở các góc nhà và ở cửa đi. Từ tháng 2, con đã có duyên về chùa và con đã được thầy quy y Tam Bảo rồi. Con muốn treo ảnh Địa Tạng để hàng ngày tụng kinh, được chiêm ngưỡng tranh ảnh của ngài. Nhưng ban thờ nhà con có treo hai cái dấu, một cái màu đỏ, một cái màu vàng ở giữa ban thờ. Như thế con treo ảnh Phật được không ạ? Con xin thầy chỉ bảo cho con phải làm như thế nào cho đúng ạ? Ở đây chắc hai cái dấu của một cái dấu chấn trạch. Dấu chấn trạch thì thường có cái hình bát quái và một vài cái chữ nho viết loằng ngoằng ở trên đó. Hoặc rằng có một loại dấu chấn trạch trên đây vẽ con hổ và hình bát quái, hoặc không có hình bát quái mà có một số những cái chữ nho viết loằng ngoằng ở trên đó nữa, thì đó gọi, cái đó gọi là bùa chấn trạch. Thì cái đó thì cứ qua 100 ngày thì cái công năng của nó thì cũng không còn mấy nữa, đặc biệt qua một năm thì nó hết rồi, nó chỉ còn cái tờ giấy không thôi. Công năng của nó thì, hoặc cái bùa thì tùy theo, phải xem xét. Nếu mà cái bùa mà ngày xưa mà nhà Phật tử này á, nhà vị này mà nhờ những ông thầy phù thủy đến để chấn yểm dùng bùa dùng chú này chứ, thì cái này trước khi mà dỡ cái bùa này thì cũng phải có thời gian. Chúng ta tu tụng kinh, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng ít nhất 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày đó, thì khi đó chúng ta mới dỡ cái bùa đó xuống. Còn bây giờ Phật tử nói muốn treo ảnh Địa Tạng thì chúng ta, nếu mà trên cao còn thì chúng ta treo lên trên cao được. Sau khi đủ 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày chúng ta tụng kinh Địa Tạng xong, lấy công đức để hồi hướng, sau đó chúng ta dỡ bùa thì chúng ta mới treo xuống cho vào cái chỗ cho trang nghiệm được. Còn nếu mà bây giờ mà chưa có chỗ để treo thì chúng ta cứ tụng kinh như thế trước đã cũng được, sau đó thì mới treo lên. Nhưng mà treo ảnh Địa Tạng không được treo thấp hơn cái bùa mà phải treo cao lên hơn. Một bạn nữa có câu hỏi như thế này: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, từ bi hoan hỷ cho gia đình con được hỏi những khúc mắc chưa thể giải đáp được ạ. Bạch thầy cho con hỏi là vong linh trẻ con 6 tuổi trong vòng 49 ngày gia đình cúng chay, nhưng vong linh về nói là chưa quen ăn chay và bị đói, xin bố mẹ cho cúng mặn một hoặc hai bữa, hoặc một mâm mặn một mâm chay, khi nào thích ăn gì thì ăn món đó. Vong linh có nói những ngày lên chùa với bố mẹ và người thân và những ngày cuối tuần thì vong linh sẽ ăn chay, còn về nhà thỉnh thoảng vong linh được ăn mặn. Bạch thầy, bố thí cho con được biết cách nào để hợp lý
Với vong linh 6 tuổi này ạ, thì cái này có hai trường hợp xảy ra. Một á, trường hợp xảy ra thì đó có thể cái vong linh 6 tuổi này mất mà chưa được đi thoát hóa đầu thai vì vì phúc chưa đủ. Hai, có thể xảy ra đối với cái vong linh này, đó là tội cũng chưa quá lớn để đọa lạc vào trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cho nên á, thần thức vẫn còn phảng phất ở dưới này, dưới quái âm, tức là quái địa phủ đó. À, thì có thể vẫn có thể về thì nói với người thân được, cũng giống như bình thường khi cái tập khí của họ, mà tập khí lúc còn sống họ chưa ăn chay được thì có thể gì họ vẫn không ăn chay được và họ vẫn muốn gì vẫn quen là ăn thịt, à, uống huyết của chúng sinh nhé, thì cho nên là khi chết rồi thì họ vẫn cái thói nào tật đấy. Thì cái trường hợp này nếu mà như vậy á thì cái nghiệp báo rất khó được đi thoát hóa đầu thai về cảnh giới an lạc, mà thậm chí thì hết 49 ngày có khi đọa tụt xuống vào trong đường súc sinh, rất dễ làm súc sinh. Nếu như đây thực sự là vong em bé 6 tuổi thì rất dễ bị đọa vào làm súc sinh. Nếu mà Phật tử vợ chồng mà gì không khuyên được em ấy, bỏ cái tập khí ác, thích ăn thịt chúng sinh nhá, mới mới nuốt được á, thì hết 49 ngày gần như chắc chắn linh hồn này sẽ đọa làm súc sinh để trả mạng cho gì, để thường mạng cho cái tập khí thích sát sinh hại vật, ăn thịt chúng sinh ở đời trước kiếp trước của mình. Đây là đời trước kiếp trước nữa cơ, chứ không phải ngay cái đời 6 tuổi này đâu. Sinh ra vì sao mà yểu mạng? Phật nói gì, sát sinh hại vật sẽ bị yểu mạng, cho nên mới có 6 tuổi đã gì đã mất, mới 6 tuổi đã mất. Như vậy là mạng yểu do đâu? Do nghiệp sát sinh ở đời trước để lại vậy, do nghiệp thích ăn thịt uống huyết của chúng sinh gì ở kiếp trước để lại vậy, nó di chứng của nó gì quả báo rồi đem lại như vậy. Nay không biết ăn năn chửa bỏ lại là ma rồi vẫn còn thích gì ăn thịt uống huyết chúng sinh nhé, thì chắc chắn, gần như chắc chắn, thầy khẳng định nếu mà trường hợp này là cái vong của em bé 6 tuổi này, gần như chắc chắn sau 49 ngày sẽ đọa làm kiếp súc sinh, làm thân gì bò lợn chó lừa để cho gì, để cho người ta giết hại ăn thịt, tức là trả cái nợ thường mạng sát sinh về kiếp trước vậy. Còn cũng có thể có một trường hợp nữa, đó là gì, quỷ thần đóng giả gì, đóng giả vong linh em bé này. Có thể vong linh em bé này nếu mà có phúc thì có thể sau khi mất nó sinh ra để nó gì, để nó trả nợ, thì nó sinh ra đến 6 tuổi hoặc là sinh ra để nó gì, nó đúng rồi, sinh ra để trả nợ hoặc sinh ra để báo ân báo oán vân vân gì đó, thì nó đến đó thì nó hết nó đi, có thể nó về cõi lành rồi. Hoặc là gì, nếu mà nó sinh vào để sinh ra vào gia đình nhà mình để báo oán, nó làm 6 tuổi xong xong một cái nó mất để cho mình vô lượng những sự khổ đau á, thì coi sau khi mất đi nó lại tiếp tục bạo đọa trong ba đường ác vì là ác nghiệp nó chưa dứt. Thì cho nên nó quỷ thần nó biết được cái việc đó, nó đóng đến để đóng thế đóng giả để nó kiếm ăn. Mà quỷ thần nó thì thường gì, quỷ thần ác thì không thích ăn chay, ác quỷ thần lại không thích ăn chay, cho nên nay mình thì mình lên chùa hoặc là ở nhà mình đem cúng chay, nó bảo cúng chay nó không quen, nó không ăn được, mà nó đòi gì cúng mặn, và thậm chí nó đòi gì cúng cả chay cả mặn, nó thích ăn cái gì thì nó ăn. Đây có thể mắc vào cái mưu của quỷ thần. À, có mưu quỷ thần, tức là quỷ thần mượn danh người nhà người thân của mình á để về để đòi ăn. Như cái bài giảng hôm đầu tiên thầy nói có một trường hợp trong quê thầy á, nó bảo là vong linh của gia tiên nó về mỗi ngày để đòi ăn con gà, mỗi ngày giết con gà, mà giết đến mấy tháng như thế thì biết bao nhiêu là con gà rồi. Mà nhà thì nhà ở nông thôn thì nuôi giỏi lắm thì được 5-10 con gà, nhưng mà giết đến mấy chục con gà rồi mà gì nó vẫn còn đòi ăn, ngày nào nó cũng đòi ăn, nào rượu nào nào thịt gà, ngày nào cũng như thế, ăn đến hết rồi đi mua về đi xin rồi họ hàng về để làm cho nó ăn, nó vẫn không ra cho. Thế họ hàng với có người thân mách gia đình ra đây thì thầy biết được, thầy cho một sư ông về nhà lễ cho một cái, thì thầy đoán cái này chắc chắn là quỷ, chắc chắn là ma quỷ mượn xác người thân để giả danh người nhà để kiếm ăn, cho các sư về làm lễ, cho lễ xong mấy hôm sau là khỏi, từ đó cho đến nay à, có sao nữa đâu đó. Cho nên đấy gọi là quỷ thần trường hợp. Cũng có thể một trường hợp thứ hai là gì? Quỷ thần giả danh cái vong linh của em bé 6 tuổi này, cho gia đình phải tỉnh táo, gia đình tỉnh táo. Thứ nhất là gì, nhất định không không cúng chay, do cho dù đó là gì là con, à, xin lỗi, nhất định không cúng mặn, nhất định không sát sinh hại vật, thậm chí không ra chợ mua đồ để về để cúng đó, nhất định cúng chay. Nếu thực sự là gì? Là con mình thì khuyên con là gì? Hay phát bồ đề tâm, hãy nghe theo lời Phật dạy, khởi lòng từ bi,
mà ăn chay, tụng kinh niệm Phật theo mẹ, theo bố mẹ để tụng kinh niệm Phật để được Phật độ cho, được sinh về, sớm sinh về cõi lành, không có thì khổ lắm. Nếu thực sự nó là con mình nó sẽ nghe theo, còn nó không phải là con mình nó sẽ không nghe theo. Nó là quỷ ấy, thì nó tìm mọi cách để nó lừa mình. Nó bảo mẹ thương con mà, bố mẹ thương con cho con ăn chay mấy, cho con ăn mặn mấy hôm nữa thôi, ăn chay con không chịu được, thế này thế khác. À, mình càng nghĩ như vậy, mình càng thương và càng làm cho nó ăn đó, thì nó càng nương vào cái lòng từ bi của mình để nó làm ác. Như vậy cả hai bên đều có tội, mình cũng có tội, quỷ thần cũng có tội, mà gì con mình gì cũng tổn phước. Cho nên thầy khuyên là cái trường hợp này đừng có tin vào cái việc đó, mà hãy cứ nhất tâm một lòng tin lời Phật dạy. Trong kinh Địa Tạng nói là con người ta sau khi chết nếu mà đem gì, đem giết hại gì sinh linh để tế bái quỷ thần, không chỉ không có phúc mà gì người đó còn có gì, còn đem tội đến cho vong linh ấy mất. Học Phật là phải tin vào lời Phật. Đấy. Đừng có tin vào lời ma quỷ, lời đồng bóng bói toán, chúng ta chỉ có tạo thêm phiền não và chuốc thêm gì họa vào thân mà thôi. Phật tử hỏi là bạch thầy cho con hỏi, mẹ con có lúc cười lúc khóc vào buổi tối, nói thổi cơm với đi chơi hoặc là trả hết cho chúng bay, những lúc như thế con thường niệm Phật nhưng không được thầy ạ. Mẹ con trước kia làm nghề bắt cua hay mẹ con trước kia làm nghề bắt cua, giờ yếu không đi bắt được nữa. À, mẹ con thường ra chợ mua cá chép về hầm tương cho khô rồi ăn. Có lúc tự mình thịt cá nhưng có lúc nhờ người bán làm hộ. Con xin thầy chỉ cho con cách giúp mẹ con với A Di Đà Phật. Cái này nguy rồi. À, gọi là đại hạn đến nơi rồi mà vẫn gì vẫn chưa chưa tỉnh. Cái này là lặp lại trường hợp, là lặp lại bà Thanh Đề, lặp lại trường hợp giống như bà Thanh Đề mẹ của tôn giả Mục Kiền Liên, hoặc là lặp lại cái trường hợp giống như là mẹ của Bồ Tát Địa Tạng khi Bồ Tát Địa Tạng bắt đầu chuẩn bị phát Bồ Đề Tâm vậy. Đó, cũng thích ăn những gì, làm những việc ác, ăn thịt chúng sinh. Trước đây Phật tử kể là trước đây mẹ thường hay đi bắt cua, giờ yếu không đi được nữa nhưng thường hay ra chợ để mua cá chép về để hầm tương để ăn. Có những lúc tự thịt, có những lúc bảo người bán họ thịt sẵn nó về làm như vậy. Đây là cái thói quen, tập khí. Cho nên cứ vào lúc buổi tối là thường hay nói là Phật tử này nói vào buổi tối thì nói thổi cơm đi, rồi nói là trả hết cho chúng bay, những trả hết cho chúng bay, cứ bảo thổi cơm đi trả hết cho chúng bay vân vân. Những cái này là bắt đầu cái nghiệp báo, nhân quả nghiệp báo xấu ác bắt đầu chuẩn bị rồi. Đó. Cái trường hợp này nếu không dừng lại thì chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi là có thể là ốm đau bệnh tật liền dược liệt giường liệt chiếu. Trong kinh Địa Tạng nó là muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong, có nghĩa là hành hạ cho gì tội, thân còn sống mà tâm khổ như ở trong đọa trong địa ngục rồi. Những trường hợp như thế là sau khi chết đi một cái là kinh Phật nó là đọa vào địa ngục còn nhanh hơn là tên bắn. À, nên cái Phật tử này nên nên đọc kinh Địa Tạng hoặc lấy những cái băng giảng kinh Địa Tạng của các quý thầy và cho mẹ nghe. Mẹ chưa nghe được nhiều thì cho những đoạn nào mà phù hợp với cái hoàn cảnh gia đình nhà mình và đặc biệt là của mẹ của mình cho mẹ nghe. Và khuyên mẹ, nhẹ nhàng khuyên mẹ, càng như thế càng gần bên mẹ hơn để khuyên mẹ để xem mẹ có phản tỉnh được không. Ở ngay đời này kiếp này không thì còn cơ hội cứu. Bằng không thì chỉ có bằng cách là sau này đi vào trong đó khổ cực đến tột cùng thì lúc đó thì mới gì mới nhớ khổ địa ngục mới gì mới phát Bồ Đề Tâm mới có thể hướng thiện được. Thì cái này thì còn phải xem cái nhân duyên của bà cụ với Phật pháp như thế nào. Đó. Nhưng mà Phật tử cũng nên bằng cái đạo hiếu của người làm con hãy cố gắng để mà gần gũi bên mẹ và tìm đủ mọi cách, mọi phương tiện thiện xảo nhất, tốt đẹp nhất của Phật giáo để của Phật pháp để khuyên bà cụ, khuyên mẹ mình được ngay đời này là cái tốt nhất. Bằng không thì cũng phải chịu, đành cho bà cụ phải vào đó chịu cái sự
đánh đập tra khảo của Ngưu Đầu Ngục Tốt Diêm La thì khi đó thì người ta mới tỉnh. Đấy, giống như kẻ trộm cắp ở thế gian ấy. Còn đang gì? Nó còn đang ở ngoài vòng pháp luật ấy. Nó chưa bị sờ gáy, chưa bị bắt ấy. Thì nó cứ nghĩ rằng gì, nó tự do tự tại, chẳng phải làm mà vẫn có tiền tiêu, chỉ cần đi vạch qua một đám đông thôi, móc túi được vài cái ví, một cái là gì? Ăn vài ngày chưa hết. À, cuộc sống như vậy là gì? Thanh thản nhàn nhã, cháu hay làm cái gì. Nhưng một ngày nào đó nó vừa thò tay ra nó móc túi người ta thì dính ngay gì vào mấy chú an ninh ấy, hoặc mấy cô an ninh ấy, thì nó chết luôn. Vừa thò tay ra một cái còng số 8 đã bập vào rồi, và lúc đó nó có ăn năn hối hận chẳng kịp nữa, lôi về để trong trại giam á. Lúc đó nó mới biết là cái cuộc sống ở trong trại giam nó không được tự do tự tại như thế nào. Và nó lúc đó nó mới biết rằng là ước gì trước đây mình gì, mình không làm những việc ấy, mà mình là một người lương thiện, thì bây giờ làm gì mình phải ở trong cái chỗ tối tăm khỉ ho cò gáy thế này, vân vân đó. Nhưng mà lúc đấy cũng cũng rất là muộn rồi đó. Cho nên cái trường hợp này thì thôi, thì các cụ ngày xưa nói là còn nước còn tát, Phật tử này cũng nhất tâm nên nghĩ đến cái ân nghĩa sinh thành của cha mẹ, như Đức Phật nói mà, cố gần gũi để dùng các phương tiện để khuyên bảo cho mẹ mình được bao nhiêu hay bấy nhiêu. À, một bạn nữa hỏi: con xin kính chào nhà chùa, con xin phép được hỏi hai câu. Một, luân hồi là vòng sinh tử, vậy nếu là người thường, mở ngoặc đơn, không phải là đệ tử Phật gia, tức là không phải là người người xuất gia và người tại gia, có thể thế, đóng ngoặc đơn, thì có thể thoát khỏi vòng luân hồi hay không? Nếu có thì làm thế nào thoát khỏi sinh tử luân hồi? Trong kinh Đức Phật nói tất cả chúng sinh ở trong tam giới này, tam giới tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới thì có gì? Cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, đó là sáu cõi dục giới. Sắc giới thì Đức Phật nó có 18 cõi trời lớn, trong đó còn có rất cõi trời nhỏ thuộc về cõi sắc giới. Vô sắc giới Đức Phật nói là có bốn cõi, đó là không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, không vô biên xứ thức, vô biên xứ phi tưởng hữu xứ, và phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Đó là bốn cõi trời, bốn cõi trời vô sắc giới. Trong đó thì cũng có rất nhiều những cõi trời nhỏ ở trong đó, nhưng Đức Phật chỉ nói cái khái quát, những cái bao hàm mà thôi, vì không thể kể ra tên của các cõi trời được, cũng giống như không thể kể ra tên của các loài động vật, tên của các loài cây cỏ ở thế giới chúng ta này được, mà chỉ có thể gì, Đức Phật chia thành hai loại, đó là động vật và thực vật. Động vật là chỉ cho tất cả những loài gì, biết bò, biết bay, biết máy, biết cựa, và biết gì, biết suy nghĩ, biết hành động, biết bò, biết đi, vân vân đó, biết di chuyển, vân vân đó, nó gọi là động vật. Thực vật là chỉ cho tất cả các loài gì, cây cối à. Cây cối như tảo, rong rêu, vân vân chẳng hạn, những cái loài đó thì chỉ thực vật, chỉ hai loại, chứ không thể kể hết ra tất cả các loài cây có bao nhiêu loại, chim trên trời có bao nhiêu loại, cá dưới nước có bao nhiêu loại, và người sống, vật sống trên cạn có bao nhiêu loại, không thể kể hết được. Người mà muốn đòi đi kể hết cái đó tức là gì, người có đầu óc thần kinh điên rồ, có vấn đề vậy. Cho nên Đức Phật nói là tất cả chúng sinh ở trong tam giới đều luân hồi, đều chịu sự chi phối của luân hồi ở trong vòng quay lục đạo vậy. Có phúc thì gì? Đi lên trời, phúc hết thì dần dần lại đi xuống cõi Atula, rồi cõi người, rồi cõi gì tội nặng thì lại vào cõi súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục, cứ luân chuyển như thế không bao giờ hết. Và ngoài đạo Phật, tất cả các tôn giáo trên thế giới đều nói rằng gì, tu hành cái sự chứng đắc cao tột của họ là gì, được sinh về các cõi trời. Như đạo Tin Lành Thiên Chúa chẳng hạn thì nói là được sinh về với Chúa, mà Chúa ở đây họ nói này chính là vua, vua cõi trời dục giới, đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế, chúng ta dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, vân vân. Những tôn giáo của họ thì có thể họ lại không nhận, chấp nhận cái đó, và họ nói rằng gì, đi lên về Chúa thì vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Nhưng quan điểm của Đức Phật sau khi tu chứng, ngài bác hết tất cả gì, các cõi trời cũng vẫn còn bị sinh tử luân hồi khi mà hết phúc. À, cho nên Đức Phật nói duy nhất chỉ có bậc thánh giả chứng được thánh quả gì, A-la-hán trở lên
mới vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Những người tu chứng được thánh quả gì? Đẳng giác hoặc diệu giác. Nhấn đến gì? Hàng từ hàng thất địa Bồ Tát cho đến đẳng giác, diệu giác và thành Phật mới vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Còn tu theo hạnh duyên giác thì chứng hạng độc giác và hạng duyên giác. Tới tu 12 pháp nhân duyên của Phật đó mà chứng quả độc giác hoặc duyên giác đó mới vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Còn á, hàng gì chứng được tam thánh quả dưới, tức là tu đà hoàn, tu đà hàm, a na hàm á, vẫn còn phải lưu chuyển trong sinh tử từ 1 đến 7 lần nữa. Tu đà hoàn thì phải 7 lần sinh tử, tu đà hàm thì gì? Phải 1 lần sinh tử. Mà a na hàm á thì vẫn còn phải gì? Sinh lên cõi trời tịnh cư hoặc các cõi trời đâu xuất một lần nữa thì mới gì? Chứng quả A-la-hán và nhập Niết Bàn. Tức là vẫn còn phải 1 lần sinh nhưng phải không sinh lại nhân gian. À, cho nên A-na-hàm còn dịch là gì? Là bất hoàn hay là bất lai. Bất hoàn hay bất lai quả, tức là sinh lên các cõi tịnh cư hoặc cõi gì? Cõi trời, và chứng đắc thánh quả A-la-hán nhập Niết Bàn ở đó. Thì các ngài phải nhập Niết Bàn. Chứ không nhập Niết Bàn á, thì vẫn lưu chuyển sinh tử. Đấy là gì? Đấy là cái ý thứ nhất. Trả lời câu hỏi của một bạn này. Câu thứ hai, bạn hỏi là thế nào được gọi là trọn vẹn chữ hiếu? Nếu trong trường hợp mình chưa học thành công mà bố mẹ đã không còn, thì như vậy có được gọi là bất hiếu không? Cái này là ngoài mong muốn. Chữ hiếu là gì? Làm trọn vẹn chữ hiếu là đứa con gì? Báo đáp công ơn cha mẹ sinh thành. Đói gì? Cung cấp cho mẹ, cha mẹ ăn. Khát cũng bưng cơm rót nước cho mẹ uống. Rồi á, mùa đông thì cho ấm, mùa hè thì quạt mát, vân vân, không làm cho cha mẹ đau khổ vì mình, thì đó gọi là cái cách báo hiếu trọn vẹn theo ý nghĩa trọn vẹn chữ hiếu của thế gian. Nhưng Đức Phật ở trong kinh Địa Tạng và trong kinh Đại Báo Ân á, Đức Phật nói gì? Cái báo hiếu đó vẫn chưa được trọn vẹn. Cái chữ hiếu của thế gian, đói cho ăn, khát cho uống, lạnh cho ấm, nóng cho mát đó, không làm cho cha mẹ gì, mẹ khóc, cha mẹ buồn, mẹ khổ, lúc nào cha làm cho cha mẹ vui nở nụ cười trên môi đó. Thậm chí là gì? Vai trái cõng mẹ, vai phải gì? Vác cha. Hoặc là gánh cha mẹ đi khắp gì? Khắp trái đất này để cho cha mẹ gì? Cha mẹ vui. Nhưng đến khi cha mẹ già, cha mẹ mất, chúng ta vẫn không thể làm được gì hơn. Muốn cha mẹ đừng có gì, đừng có già, đừng có chết thì cũng không làm gì hơn. Ý tôi nói già chết ở đây là gì? Già chết để thần thức đi vào chỗ gì? Chỗ đau khổ, chỗ đọa xứ ấy. Chứ còn già chết thì tất nhiên ai cũng phải già chết. Phật cũng phải gì? Thân thể ngày thì hiện ra tâm thân này cũng phải già chết. Tôi thì hiện ra tâm thân này một ngày nào đó tôi cũng gì cũng phải già, phải chết. Nhưng điều quan trọng, chết, sau khi chết ta đi về đâu? Phật thì nhập Niết Bàn, tôi đi về đâu và các quý vị đi về đâu? Cái chỗ đi đến đó ở đời sau của chúng ta rất quan trọng. Nếu người tu đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới, như kinh nói là vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, thân thì thọ mạng như là A Di Đà Phật, gọi là vô lượng thọ, công đức trí tuệ vô lượng như là các vị đại Bồ Tát Quan Âm Thế Chí, vân vân, tu hành dần dần thành Phật, không bị thoái chuyển nữa, không bị khổ đau sinh tử luân hồi nữa, vân vân. Cho nên trong kinh Đức Phật nói người quan trí hiếu, tức là hiếu đến chỗ gì? Tột cùng, không còn cái điều hiếu nào hiếu hơn nữa, là giống như Bồ Tát Di Lặc và Tôn giả Mục Kiền Liên. Báo hiếu bằng cách gì? Dạy Phật pháp cho mẹ, cứu độ cha mẹ thoát khỏi ba đường ác đạo và sáu nẻo sinh tử luân hồi, vĩnh viễn không bị khổ đau nữa. Đó là người con chí hiếu trong đạo Phật, đồng thời cũng là đứa con chí hiếu gì ở khắp trong thế gian này. Không tìm thấy đứa con nào chí hiếu hơn, hiếu thảo trọn vẹn hơn là những đứa con như là Bồ Tát Địa Tạng, như là Bồ Tát Mục Kiền Liên ngoài Phật vậy. Mà Phật cũng chính là từ những đứa con chí hiếu đó mới gì, mới thành Phật, viên mãn công đức về thành Phật. Cho nên nay bạn hỏi là thế nào là đứa gọi là đứa con làm được trọn vẹn chữ hiếu. Đấy, tôi giải thích hai chữ hiếu của thế gian và xuất thế gian như vậy. Tùy theo bạn chọn cái chữ hiếu nào là do bạn quyết định. Còn bạn nói là nếu trường hợp mà mình học hành chưa xong, chưa đi làm, chưa công ăn việc làm, chưa báo hiếu bố mẹ mà bố mẹ đã chết rồi, thì mình có thể gọi là đứa con bất hiếu không? Trừ trường hợp
mình hắt hủi hoặc mình đánh đập, hoặc do mình lời ăn tiếng nói, cách sống cư xử hành động của mình khiến cho cha mẹ buồn, cha mẹ chết, thì chúng ta mới gì? Mới là đứa con có tội, là đứa con bất hiếu. Còn chúng ta vẫn là đứa con ngoan trò giỏi, mà cha mẹ mình vì già mà chết, hoặc bệnh mà chết, hoặc tai nạn mà chết. Trong kinh Dược Sư hoặc là hoặc có chín thớ chết yểu, các bạn có thể đọc kinh Dược Sư thêm chín thớ chết yểu làm gì, như thế nào Phật dạy đó, vân vân. Bất cứ một lý do nào mà chết mà không phải do mình tác động, mà người khác hoặc là hoàn cảnh hoặc chính thân thể của cha mẹ tác động, đó là già bệnh chết vân vân đó, thì chúng ta không thể gọi là đứa con bất hiếu được. Và chúng ta có thể gì, mất rồi, như trong kinh Địa Tạng nói, mất rồi vẫn có thể báo hiếu bố mẹ bằng cách gì? Bố thí cúng dường, phóng sinh, tu phúc, tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng cho cha mẹ, đặc biệt là tụng kinh Địa Tạng, vẫn có thể khiến cho cha mẹ thoát khỏi ba đường ác đạo. Hoặc sinh thiên rồi thì sẽ được gì? Phúc thọ miên trường. Sinh người thì cũng được gì? Phúc thọ lâu dài và công đức vô lượng. Hoặc còn ở trong ác đạo thì sớm thoát khỏi ba đường ác đạo, vân vân. Đó chính là chết rồi vẫn có thể người con hiếu thảo. Cha mẹ, ông bà chết rồi, tổ tiên chết rồi, mất rồi, lâu rồi vẫn có thể báo hiếu được vậy. Không chỉ một đời, mà trong kinh Đức Phật nói là nhiều đời, nhiều kiếp vậy. Bạn hỏi là hành động hồi hướng nghĩ về bố mẹ có được gọi là một hành động báo hiếu không? Hồi hướng công đức lành, công đức thiện về bố mẹ đều có thể gọi là hành động báo hiếu vậy. A Di Đà Phật, con bạch thầy, xin thầy chỉ dạy giúp con trong trường hợp này ạ. Con có một chị bạn, hiện chị đang bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nhưng đã vỡ chưa thì con chưa rõ ạ. Gia đình chị từ thời bố mẹ đẻ chị cho đến nay làm nghề bán phở gà ở Kim Sơn, Ninh Bình. Gà để bán phở là do tự gia đình chị giết. Gia đình chị giết thịt. Hàng phở nhà chị là cửa hàng đắt hàng nên số gà bị thịt mỗi ngày không ít ạ. Trong gia đình thời gian gần đây cũng xảy ra nhiều chuyện không may. Từ ngày bị ốm, gia đình chị cũng đi lễ cho chị nhiều, nhưng con không rõ là ở đâu ạ. Và chị cũng có duyên được đến một ngôi chùa, được thầy ở ngôi chùa đó giảng rằng chị bị như vậy là do nghiệp nhà chị tạo ra, và khuyên chị ăn chay và ngồi thiền. Từ hôm đó chị có phát tâm ăn chay ạ. Chị cũng phát tâm rằng nếu lần này chị khỏi ốm, chị sẽ lên ở chùa gần nhà. Con viết mai này kính mong thầy, con viết mail này kính mong thầy từ bi chỉ dạy giúp cho chị và gia đình chị biết cần phải làm gì để giúp chị nếu mệnh mà còn thì được khỏe mạnh lại ạ. Cái trường hợp này bạn nên khuyên cả hai vợ chồng nhà vị ấy, cái thứ nhất là phải thực tâm ăn năn sám hối đối trước Tam Bảo, tức là đến cửa chùa Phật Pháp Tăng mà ăn năn sám hối. Cái thứ hai là phải phát nguyện phóng sinh cho thật nhiều, trước sát sinh nhiều. Thì bây giờ lấy tội gì, lấy cái việc phóng sinh, lấy cái phúc của tội phóng, cái phúc của việc phóng sinh á, để diệt cái tội gì, cái tội sát sinh trước đây. Cho nên bây giờ cái việc mà cúng dường Tam Bảo, phóng sinh tu phúc là việc làm đầu tiên cần phải làm. Việc làm thứ hai là nên khuyên vợ chồng gia đình này nên tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nghe giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng hàng ngày để sinh trưởng công đức. Và đặc biệt là gì? Nên sám hối và hồi hướng cho oan gia trái chủ. Cái quyển oan gia trái chủ nên thì tìm cái quyển sám oan gia trái chủ của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không á, để mà sám thì rất tốt. Còn Địa Tạng á thì có thể tùy duyên, nhưng mà nếu tụng được cái bản mà đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam hội tập đó, vì hiện nay thì hàng ngày đang có trên 50.000 người đọc tụng cái bản kinh này, cho nên cái cộng nghiệp và công đức là vô lượng. Và bạn này cũng nên khuyên gì, nên khuyên vợ chồng của hai vợ chồng người bạn này của bạn đó, nên nghe giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nghe bài giảng của Hòa Thượng Tịnh Không cũng được, bài giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng được, và nghe bài giảng của thầy cũng được. Đó, các quý vị tùy duyên, nghe ai mà thấy hợp duyên thì các vị nghe. Nghe để làm gì? Nghe để hiểu.
Hiểu đây là gì? Hiểu để phát cái tâm chân thành để mà sám hối với các oan gia trái chủ, tức là gì? Những con gà, những con vịt, những con lợn mà ngày xưa mình giết, mình ăn thịt hoặc mình đem gì? Đem làm hàng quán đó. Cho nên người ta các cụ, các tổ, các sư ngày xưa, các tổ sư ngày xưa mới đúc kết lại cái người làm nghề sát sinh có thể giàu rất nhanh, nhưng họa khi mà họa đến á thì gọi là họa vô đơn chí. Lúc đó thì lo để ăn năn sám hối cũng rất khó. Cho nên cái trường hợp này á, cho dù dẫu có ăn năn sám hối, phóng sinh, tu phúc, tụng kinh địa tạng, thầy cũng không dám đảm bảo là cái chị bạn này của bạn này lại khỏi bệnh và khỏe mạnh lại bình thường. Nhưng biết đâu nếu mà tội tiêu phúc đến mà khỏe mạnh trở lại được thì sao? Vì cũng có, thầy cũng có những người Phật tử trong đạo tràng gì, ung thư đến giai đoạn cuối, bác sĩ bảo là không thể cứu chữa, vậy mà chỉ có phóng sinh và tụng kinh địa tạng. Mấy tháng sau đi khám lại, bác sĩ bảo các tế bào ác không còn nữa, các tế bào lạ, các tế bào ác không còn nữa. Nghĩa là gì? Nghĩa là khỏi bệnh ung thư. Chỉ có tụng kinh và gì? Nghe giảng và phóng sinh, làm việc thiện thôi, không thuốc thang gì nữa, vậy mà gì mà cũng khỏi bệnh. Gọi là thôi tụng kinh để cho mệnh, mà cái đấy gọi là gì? Cái đấy gọi là trong họa có phúc đấy. Đấy, trong họa có phúc. Cái lúc gặp họa thì mình mới biết gì, biết ăn năn chừa bỏ, sám hối những cái lỗi lầm tội lỗi vô lượng vô biên mà mình gì mình đang làm mà mình không biết. Ở thế gian họ cho rằng cái việc giết gà mổ lợn, giết trâu mổ bò là cái việc bình thường, không có tôi giết thì làm sao có người bán ra chợ để cho các ông ăn thịt, ý là như thế. Mà con trâu con bò con chó con lợn nuôi ra là để gì? Nuôi ra để làm thịt cho gì? Cho người dân ăn, cho con người ăn. Cho nên không giết nó và để lại nó sống bên cạnh chúng ta hoài hoài mới là lạ. Xã hội cho là thế. Nhưng mà đạo Phật, Đức Phật nói này, quan điểm của Đức Phật nói này, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. À, cho nên giết một mạng chúng sinh tức là giết một vị Phật trong gì? Trong kiếp tương lai. Mà Đức Phật nói giết một vị Phật trong kiếp tương lai á thì tội đó vô lượng vô biên không thể tính hết được. Cho nên ở đây trong cái lúc như thế này mà gì? Gia đình đang làm ăn như vậy, mỗi một ngày sát sinh không biết bao nhiêu con gà, con vịt như vậy. Và bây giờ á, bà vợ bị ốm. Như vậy lại phát nguyện là gì? Ăn chay, đi chùa, tụng kinh, nghe sư giảng đạo nói rằng á, cái bệnh đó đều là do nghiệp ác tạo thành, kết thành vậy. Cho nên về có thể là phát nguyện nếu mà khỏi bệnh, khi mà nếu mà chữa mà khỏi được bệnh ấy, còn phát nguyện là lên chùa nữa. Chắc đây nói là lên chùa gần, chắc lên chùa để làm công quả đó. Nhưng lên chùa làm công quả hay gì đó không quan trọng bằng cái gì? Bằng phát nguyện ngay bây giờ phải dứt ngay cái gì? Dừng ngay cái việc mà sát sinh để bán hàng phở này lại. Tức là cái gốc của nó ở đấy thì phải dừng ngay nó lại. À, dừng ngay nó lại thì mới có thể cứu chữa được. Còn không dừng thì cho dù mỗi một ngày có tụng 1.000 bộ kinh địa tạng, 1.000, 1 vạn, 1 triệu, 1 tỷ biến danh hiệu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, một ngày có tụng gì, có tụng không chỉ là 3 cuốn mà 30 cuốn, 300 cuốn hay 3.000 cuốn kinh địa tạng đi chăng nữa thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Vì cái nhân ác chúng ta chưa dừng. Tụng kinh như vậy cũng giống như gì, như con vẹt nói học nói tiếng người mà thôi, nó chả hiểu cái gì cả. Gặp trộm vào nó cũng bảo nhà có khách, gặp khách vào nó cũng bảo nhà có khách. À, vì nó không phân biệt đâu là trộm và đâu là gì, đâu là khách. Đó. Rồi hôm sau ra bảo nó gì, ngày sau mà thấy thì thấy người vào thì bảo là chủ ơi, ông chủ ơi, có trộm có trộm. Thì hôm sau có khách quý đến nhà nó cũng bảo ông chủ ơi, có trộm có trộm. À, vì sao? Vì hôm trước ông chủ thì nghe con vẹt nói là có khách mà hóa ra thì gặp ngay thằng trộm nó lẻn vào nó lấy đi. Vẹt vẫn nó có khách, cho nên bảo nó hôm sau mày thấy người vào nhà mày phải bảo là có trộm. Thế hôm sau thì không may là ông bạn thân từ xa đến chơi thì vừa vào đến nhà thì nghe tiếng là gì, có trộm có trộm. Thế là người ta tưởng rằng không phải là tiếng của con chim con vẹt, người ta tưởng rằng tiếng của người thân trong gia đình, và người ta tủi, người ta xấu hổ, người ta bỏ, người ta về khi người ta chưa kịp bước vào nhà đó. Cho nên ở đây điều quan trọng, cái gốc rễ ác là phải dừng lại thì việc niệm Phật tụng kinh nhá mới gì mới có hiệu quả, việc lễ Phật cúng bái vân vân cầu nguyện mới có gì, mới có cảm ứng. Bằng không cũng giống như con vẹt học nói tiếng người mà thôi, không phân biệt thiện ác.
như thế nào cả. Câu thứ ba, các Phật tử hỏi rằng: con bạch thầy, chồng con chết năm 2013, con đã gửi vào chùa. Từ khi chồng con chết, đêm nào con cũng mơ thấy chồng con về. Trong mơ, con còn biết chồng con đã chết về thăm con. Con nghe nói như vậy là chồng con chưa được siêu thoát. Con mong thầy giải đáp giúp con. Con xin chân thành cảm ơn. Cái này thì thầy cũng không dám khẳng định là chồng của Phật tử này được siêu thoát hay chưa được siêu thoát. Nhưng mà như vậy là chúng ta biết ngày nào cũng nhìn thấy, đêm nào mơ cũng nhìn thấy một cái hiện tượng như vậy, thì chúng ta cũng phải xem xét là nó phải có một cái vấn đề gì đó. Thì Phật tử này, cái quan trọng theo thầy thì không tìm hiểu là đấy có phải là chồng mình được siêu thoát hay chưa được siêu thoát, mà điều quan trọng nhất là bây giờ Phật tử nên phát nguyện này: ăn chay 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, và phát nguyện mỗi ngày 3 thời tụng kinh Địa Tạng, sáng quyển thượng, chiều quyển trung, tối quyển hạ. Sáng từ 4 đến 5 giờ gì đó thì dậy tụng quyển thượng, chiều từ 4 đến 5 giờ chiều đó thì tụng quyển trung, tối thì 7 rưỡi 8 giờ gì đó thì tụng quyển hạ. Nó trùng vào thời của chư tăng và cũng các Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Hoằng Hội Việt Nam cùng tụng cái bộ kinh Địa Tạng này, thì công đức nó có sự cộng lực với nhau, cộng hưởng với nhau, năng lượng rất là lớn. Cho nên tụng vào ba cái thời này thì nó có sự cộng hưởng thì rất tốt. Vì vậy Phật tử nó phát nguyện tụng 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày. Tùy theo cái sự phát nguyện của mình, tiểu phát nguyện là 21 ngày, trung phát nguyện là 49 ngày và đại phát nguyện là 100 ngày. 100 ngày này nhất tâm thọ trì đọc tụng như vậy. Đặc biệt là không ăn gì, không ăn năm loại ngũ tân là hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Như trong kinh Địa Tạng nói, khi phát nguyện, phát đại nguyện, trung nguyện và tiểu nguyện tụng bộ kinh này để hồi hướng cho người thân, và đặc biệt đây là hồi hướng cho chồng của mình. Nếu hết 21 ngày nếu là tiểu nguyện, 49 ngày nếu là trung nguyện và 100 ngày nếu là đại nguyện mà không thấy chiêm bao như vậy nữa, có nghĩa là ổn. Đấy, như vậy là ổn, là biểu tướng đây là người thân của mình đã được đi thoát hóa đầu thai và không còn ở lại cái kiếp âm hồn ma quỷ ở dưới quái âm nữa. Đấy, thì xin khuyên Phật tử này như vậy. Còn không nên đi tìm là đấy có phải chồng con không, hay là không nên có đi xem, đi xỏ lắm làm gì cả, không nên xem xỏ bói toán làm gì cho nó mệt người mà lại lo vào thân, họ phán linh tinh cho lại sợ. Mà đây Phật tử nói cũng đã đem chồng gửi vào chùa rồi, từ năm 2013 đến nay là 2017, như vậy cũng là 4 năm rồi. Đã 4 năm rồi và đêm nào cũng mơ như vậy thì là có vấn đề, nên phát nguyện như vậy. Thì ngoài ra thì nên gieo cái, tạo thêm cái phúc duyên nữa, đó là phóng sinh vào những ngày chay. Tháng thì khoảng độ, nếu có điều kiện thì 10 ngày chay, không thì 6 ngày chay, hoặc là 2 ngày đại chay, tức là 15 và mùng 1 cũng được. Đó, trong 2 tháng 2 ngày đó là ngày đại chay thì nên phóng sinh một chút, thành tâm thôi. Kinh tế nó có nhiều thì mình phóng sinh nhiều, không có nhiều thì thành tâm. Một vài chục nghìn cũng được, 100, 200 nghìn cũng được, không cứ là phải là nhiều. Nếu như mình không có kinh tế thì cơ bản là xuất phát từ cái tâm thành. Đó, cơ bản tâm thành. Khi tụng kinh nên thỉnh một cái ảnh Phật Bồ Tát, thỉnh một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là ảnh, hoặc là cái tượng Phật Bồ Tát nhỏ nhỏ cũng được, để lên có ban thờ Phật thì đến ban thờ Phật thì tốt, không thì ban thờ thần linh gia tiên nhà mình và phát nguyện đọc tụng 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày đó. Lễ lạc thì thành tâm thôi, hoa quả thì thành tâm, héo thì mình lại thay. Cái cơ bản là mỗi ngày phải múc lấy 7 chén nước, múc lấy 7 chén nước. Rồi sau đó thì cứ đến hôm sau tụng hết ba thời kinh thượng trung hạ thì đến sáng sớm sau mình lại thay 7 chén nước mới. Một chén ở giữa thì đem vẩy hết đất cát nhà cửa của mình, còn 6 chén còn lại có thể 3 chén cho người, tất cả người trong nhà nhà mình uống, hoặc mình uống, bản thân mình uống, tốt, rất tốt. Còn 3 chén còn lại thì nên nhon lại khoảng độ tầm, nếu tụng 21 ngày thì để hết 21 ngày đó thì bắt đầu mình đem cái nước đó ra ngoài mộ, mình rảy ngoài mộ thì tốt. Nếu mà ở gần gần thì cứ 7 ngày mình ra, mình dồn nước 7 ngày mình ra, mình vẩy một lần ở ngoài mộ cho mát mẻ. Cho mát mẻ. Nếu bằng không thì ở xa thì hết 21 ngày mình mới ra vẩy cũng được.
Đó. Hoặc là hết 49 ngày ra vậy cũng được, khoảng 100 ngày ra vậy cũng được. Nhưng tốt nhất thì ở gần gần được thì 7 ngày, hết 7 ngày thì mình là nhoan ra vào một cái chai La Vi hay là một cái cốc cái ca nào đó, hết 7 ngày thì mình lại ra mình vẩy một lần. Đó, thì như vậy thì cũng rất tốt cho cái hương linh đó, nếu như hương linh đó chưa được siêu thoát. Nếu được siêu thoát rồi ấy, thì trong kinh Phật nói là được siêu thăng cảnh giới thì càng tốt. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, con chào thầy ạ. Con rất thích không khí và tri thức về Phật giáo. Con rất thích không khí và tri thức về Phật giáo. Và một lần đến chùa, con đều không bận tâm hay suy nghĩ gì, nên con muốn hỏi thầy. Ba chấm. Bây giờ con muốn xuất gia thì cần những gì ạ? Ba chấm. Trang bị thế nào cho đủ và đúng nhất ạ? Sơn Tây ngày 24 tháng 9 năm 2017. Bạn nói rằng có một bạn nói rằng rất thích không khí và tri thức về Phật giáo. Không khí ở đây tức là chắc là cảnh quan của chùa, thích ở trong một cái bầu không khí thoáng đãng yên tĩnh, không gian trong không gian một ngôi chùa, và rất thích để nghiên cứu về tri thức của Phật giáo. Bạn này nói rằng mỗi lần đến chùa thì đều đều tâm đều không có bận tâm hay là suy nghĩ những cái điều gì, và bây giờ nói là hỏi là bây giờ muốn xuất gia thì phải cần những gì, cần những gì, muốn xuất gia cần những gì, cần cái tâm chân thành, cần cái tâm gì, kiên cố. Đầu tiên là tâm chân thành đối với việc gì, việc xuất gia học Phật của mình. Người xuất gia ngày xưa các tổ nói gì, là không phải một người bình thường có thể làm được. Trong kinh Đức Phật nói á, dấu ở ngoài xa trường thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình, thắng mình là tối thắng. Nghĩa là sao? Nghĩa là một vị tướng tài ở ngoài xa trường, tức là ngoài gì, ngoài chiến địa tung hoành dọc ngang, tay gươm tay giáo, tay súng tay côn vân vân, có thể giết gì hàng ngàn ngàn quân giặc. Nhưng mà khi thắng giặc rồi á, vị tướng tài đó tự thắng mình, tự chiến thắng cái bản ngã của mình, tự chiến thắng cái gì, cái tâm kiêu căng ngã mạn của mình, tự chiến thắng cái tâm dục vọng lẫy lừng của mình, tự chiến thắng cái tâm gì mong muốn quốc gia xã tắc đền đáp cái công lao đánh giặc của mình, vân vân và vân vân. Đó, đấy mà là điều quan trọng. Chúng ta xem phim, bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa, chúng ta thấy là một vị đại tướng quân nào rất giỏi mà giết chết cả một vị vua, một vị tướng tài phía bên kia, đó là ai? Hán Hàn Tín. Hán Hàn Tín. Hán Hàn Tín là một tướng tài. Chính vì ông quá tài, quá giỏi, cho nên cái lòng kiêu căng ngã mạn của ông cũng quá lớn sau khi gì? Thắng giặc. Chính vì vậy cho nên á, đi đến đâu cũng không có người gì dám sử dụng ông ấy một cách là tuyệt đối. Chính vì vậy ông nhận thấy là người ta không sử dụng mình một cách tuyệt đối, vì vậy mà ông mới khởi tâm gì? Khởi tâm cũng muốn tạo phản. Cho nên á, chúng ta thấy rằng ở ngoài xa trường thắng ngàn ngàn quân giặc đó, nhưng mà tự thắng mình, thắng bản ngã của mình, thắng chiến công của mình, và thậm chí thắng cái dục vọng của mình là khó vô cùng. Đức Phật nói cái hạng đó, hạng người đó ở thế gian đó thì rất tốt, cũng tốt, rất tốt. Nhưng mà Đức Phật thì nói rằng á, tự thắng mình mới là gì? Là bậc tối thắng. Thắng mình nghĩa là sao?
Nghĩa là chiến thắng những bản ngã, những dục vọng tham sân si ở sâu thẳm ở trong gì? Trong tàng thức a-lại da của mình. Chiến thắng những danh vọng, những tiền tài, của cái lợi lộc vân vân đó xung quanh mình. Mình đối trước nó mà không bị nó làm lay động cái tâm chân thật của mình, đó mới là quý. Cho nên á, ở đây bạn hỏi rằng á, muốn người bạn muốn xuất gia, bây giờ muốn xuất gia thì cần những gì? Cho nên là chúng tôi nói cần đầu tiên là cái tâm chân thành nơi bạn. Bạn phải phát được cái tâm chân thành thứ nhất là phải gì? Là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai mà xuất gia thì mới thành gì? Thì mới thành tựu và mới có cái động lực và mới thành tựu cái sự nghiệp xuất gia của mình. Còn xuất gia, tuy thân xuất gia mà tâm không xuất gia, nghĩa là sao? Thân thì cạo tóc, mặc áo theo hình tướng của đệ tử Phật, mà tâm thì suốt ngày tham lam sân hận, suốt ngày nghĩ ngợi đến những điều tà vọng, xấu xa, tham sân si không trừ, mạn nghi ác kiến không tiêu, dục vọng thì lẫy lừng, ăn thịt uống rượu, nói càn nói quấy, không một tội ác gì là không dám làm, thì xuất gia như thế. Thà rằng ở nhà mình làm một cư sĩ, là một Phật tử, mình tự làm lấy mà ăn. Làm nữ thì mình lập gia đình cho yên bề gia thất, làm chọn cái bổn phận người làm vợ, rồi người làm mẹ. Và chúng ta nếu tiến tới chúng ta mộ Phật thì chúng ta quy y Tam Bảo, làm chọn cái trách nhiệm và nghĩa vụ của một người Phật tử tại gia. Nhất tâm tụng kinh niệm Phật, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Đức Phật nói công đức cũng vô lượng. Nếu mà tu theo pháp môn tịnh độ, tín tâm niệm Phật cũng có thể đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn nếu là nam á, lấy vợ sinh con, báo đáp tổ tiên, phụng dưỡng cha mẹ, tín kính Tam Bảo, làm các việc lành, thì đó cũng là cái việc tạo phúc. Thậm chí là có thể nếu chúng ta có sức khỏe, có ý chí, có thể là gì? Tham gia nhập ngũ, bảo vệ tổ quốc, giữ yên bờ cõi cho gì? Cho giang sơn đất nước của chúng ta được thái bình thịnh trị bền lâu, cũng là góp gì? Góp một phần công sức nhỏ bé vào của mình ấy, vào cái sự nghiệp lớn lao của đất nước, của tổ quốc mình. Công đức cũng vô lượng vậy. Cho nên nếu không vì tâm chân thành mà xuất gia, thì thà rằng ta ở nhà, ta làm tròn cái trách nhiệm, nghĩa vụ của người gì? Người con của bố mẹ, người cháu của ông bà, người chắt của tổ tiên mình ấy, còn hơn làm tròn trách nhiệm với gì? Với vợ hoặc với chồng của mình, và làm tròn trách nhiệm của mình ấy, với quốc gia, dân tộc, đất nước. Tròn cái trách nhiệm, nghĩa vụ của một công dân đối với dân tộc của đất nước ấy, thì còn hơn là xuất gia mà không xác định của mình, không xác định được cái tâm xuất gia chân thành của mình ấy, thì thà rằng ở nhà còn hơn. Còn bạn hỏi trang bị như thế nào cho đủ và đúng nhất? Chỉ cần tâm chân thành và là đủ. Và đúng nhất là sao? Cần thêm một ngoài tâm chân thành là đủ đó. Thì để đúng nhất là phải giữ được cái tâm chân thành đó bền lâu, không bao giờ thoái chuyển. Người đã phát nguyện xuất gia theo Phật là đệ tử gì? Của Đức Phật, tức là làm sứ giả của Đức Như Lai, đem chính pháp của Đức Như Lai á để quảng khai phương tiện rộng độ chúng sinh, mong phá mê khai ngộ, dẫn dắt cho chúng sinh ấy, từ chỗ ác tà đi về chỗ gì? Thuần tịnh, thuần thiện, khiến cho họ từ cái chỗ gì? Kẻ ngu si nay ấy, được khai mở trí tuệ, tu hành dần dần đều được giải thoát như chư Bồ Tát, chư Phật ấy, thì công đức vô lượng. Giữ chọn một cái niềm tin đó, phát lòng chân thành và giữ chọn được cái niềm tin vào lòng chân thành, xuất ra như vậy thì bạn có thể gì? Khi bạn cảm thấy đầy đủ, có thể thưa với cha mẹ và xách ba lô trống không lên mà đi thôi. Vì từ sân Tây vào đây chỉ cần một ba lô trống không thôi, chứ chả cần bạn mang theo tiền tài của cải vàng bạc gì cả. Một cái ba lô trống không thôi là được. Vì từ đó vào đây bạn có thể thay ngay bộ quần áo trắng tinh,
bằng bộ quần áo nâu sòng, đạm bạc, bắt đầu tập sự ngay cuộc sống của người xuất gia. Sống vì mọi người, chứ không phải sống vì mình. Người xuất gia chân thành là phải sống vì mọi người, chứ không phải sống vì mình. Đức Phật nói người xuất gia chân thành là lấy niềm vui của người là niềm vui của mình, lấy nỗi đau của người là niềm đau của mình. Đó. Ở chùa nào tôi không biết là họ xuất gia như thế nào, mục đích của họ ra sao. Nhưng đến nếu đến với ngôi chùa Khai Nguyên này thì mục đích xuất gia là phải lấy niềm vui của người là niềm vui của mình, lấy niềm vui của tất cả chúng sinh là niềm vui của mình. Tức là sao? Là chúng ta phải sống gì? Cống hiến cho đạo và cho đời. Chúng ta còn một chút sức lực, chúng ta vẫn còn cống hiến. Chúng ta vẫn còn có thể gì? Giơ cái tay lên để nhặt một gì? Một cái lá. Để cho ngôi chùa nó sạch sẽ, phong quang cho tín đồ Phật tử thập phương họ đến thì đến lễ vãng cảnh chùa, họ lễ Phật, họ thấy là à cái ngôi chùa này trang nghiêm thanh tịnh thế, và họ khởi được tâm bồ đề. Đó, chúng ta còn cái sức để gì? Lấy tay nhặt một cái lá, chúng ta cũng không tử nan, liền lấy hết sức mình nhặt một cái lá, khiến cho gì? Một ai đó tới chùa thấy cảnh đẹp phong quang sạch sẽ mát mẻ thanh tịnh, họ phát tâm bồ đề. Đấy gọi là lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình, và lấy nỗi đau của chúng sinh là gì? Là nỗi đau của mình. Người xuất gia chân thành ở ngôi chùa này á, phải lấy nỗi đau của tất cả chúng sinh là nỗi đau của mình. Thấy chúng sinh đau khổ, chúng ta khởi cái lâm tâm đại bi thương xót để mà tu hành tinh tiến, nguyện mau sớm được thành Phật, thành Bồ Tát, sớm được giải thoát giác ngộ, để có đầy đủ thần lực, có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ công đức, đầy đủ thần thông để cứu vớt chúng sinh khổ đau ấy, sớm thoát khỏi biển khổ. Đó gọi là lấy nỗi đau của chúng sinh là nỗi đau của mình, chứ không được bàng quang trước nỗi đau của chúng sinh, không được cười, không được vui vẻ trên nỗi đau của chúng sinh. Đó. Cho nên á, bạn làm được như thế thì hãy xách ba lô lên mà đi. Cái ba lô đấy chỉ cần cái ba lô không thôi, à, tưởng tượng thôi, hay là chỉ cần gì, một bộ quần áo trên thân thể mà bạn đi thôi. Đó. Chứ không cần phải mang cái gì, hành trang của chúng ta bên ngoài không cần, cần cái hành trang đại nguyện ở bên trong. Tức là đại nguyện, tức là cái tâm chân thành và bền lâu đó, ở bên trong đó, không bao giờ lui sụt. Dẫu cho gì, khó khăn đến đâu, dẫu cho khổ sở đến đâu, dẫu cho có thịt nát xương tan, chúng ta cũng gì, cũng hoan hỷ cống hiến gì cho đạo pháp và cho dân tộc. Các vị đừng có nghĩ rằng người xuất gia không làm lợi ích gì cho dân tộc, cho đất nước, cho dòng họ, cho gia đình nhé. Lầm. Đức Phật vì xuất gia tu hành thành Phật, cho nên Ngài không chỉ làm lợi ích cho dân tộc của Ngài, đất nước Ca Tỳ La Vệ của Ngài, mà Ngài còn đem lại lợi ích cho gì? Cho rất rất nhiều những chúng sinh đau khổ ở trên thế giới này được thoát lên sinh tử. Làm lợi ích cho rất nhiều những bậc gì? Tri thức, những tầng lớp thượng lưu ở trong cuộc đời này, tầng lớp tri thức thượng lưu vân vân đó, thì họ có cái nhìn và cách làm của họ đem lại lợi ích cũng rất lớn lao cho gì? Cho thế giới này. Đó. Một ông vua là tầng lớp gì? Thượng lưu. Tin Phật, nghe lời Phật dạy, họ lấy đức hạnh để trị dân, lấy đức độ để trị dân đó, thì dân sẽ an, dân sẽ được an cư lạc nghiệp, nhà nhà sẽ hạnh phúc, người người sẽ hạnh phúc. Đó là gì? Cái phúc của một vị vua, do học hiểu Phật, đem lời dạy của Đức Phật áp dụng vào cuộc sống đời thường ở trong gì, trong việc cai trị đất nước của mình vậy. Hoặc là một vị nguyên thủ quốc gia, khi hiểu được lời Phật, đem cái tư tưởng từ bi bình đẳng, vị tha vô ngã của Đức Phật vào áp dụng vào trong đời sống chính trị, điều hành đất nước của mình, đem lại cái lợi ích gì cho quốc gia, cho dân tộc mình, thì đó là cái phúc của muôn dân. Có được một vị vua tốt, có được một vị gì, một vị, một nhà chức sắc, một nhà chính trị cấp cao tốt vậy, một nhà nguyên thủ quốc gia tốt vậy. Đó. Cho nên đừng có nghĩ rằng người xuất gia là gì? Là bất hiếu. Các bạn đừng có nghĩ rằng xuất gia là bất hiếu, không hầu hạ cha mẹ
khi ốm đau, không hương khói tế tự cha mẹ gì khi chết, không ở bên cạnh linh cứu của cha mẹ gì khi chết đó, đó là bất hiếu. Đức Phật nói cái người con bất hiếu nhất ở trên đời này đó chính là người con gì không giúp được cho cha mẹ hiểu thế nào là chính pháp. Còn Đức Phật nói dẫu cho hiếu thảo ở trên cuộc đời này á, vai trái cõng cha, vai phải gác mẹ, cõng vác mẹ. Cha mẹ muốn đi đâu, con liền đem cha mẹ tới đó. Mùa đông thì cho ấm, mùa hè thì cho mát, đói thì cho ăn, khát thì cho uống. Ngày ngày giờ giờ tháng tháng năm năm làm cho cha mẹ vui, lúc nào trên miệng cha mẹ cũng nở nụ cười, không để cho cha mẹ buồn dù là chỉ một giây lát. Đức Phật nói so với cái chữ hiếu của thế gian thì đó gọi là người con rất hiếu thảo. Nhưng Đức Phật nói so đem so cái sự hiếu thảo đó với đứa con thì đứa con xuất thế gian, tức là người con mà biết học Phật, biết tu Phật, đặc biệt là biết xuất gia đầu Phật mà tu hành chân chính, cảm hóa được bố mẹ, người thân, biết tín Phật, biết quy Tam Bảo, biết niệm Phật và biết tụng kinh, biết làm thiện, biết phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, vân vân. Đặc biệt là khuyên bố mẹ biết tụng kinh niệm Phật, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cha mẹ khi xả bỏ báo thân được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Một đời tu hành xuất ly sinh tử, vĩnh viễn xa rời biển nghiệp khổ đau, thẳng chứng viên mãn vô thượng Bồ Đề. Thì Đức Phật nói cái đó là những đứa con gì? Đứa con đó là đứa con trí hiếu. Tức là gì? Hiếu thảo đến cái nỗi gì? Đến cái mức độ là tột cùng vậy. Không có một cái hiếu nào có thể vượt hơn cái hiếu đó. Giống như trong kinh Địa Tạng, Đức Phật vì sao mà đặc biệt tán dương khen ngợi công đức vô lượng vô biên của Bồ Tát Địa Tạng? Chính vì Địa Tạng Bồ Tát là đứa con trí hiếu vậy. Tình thương lo tri ân báo ân cha mẹ của Bồ Tát Địa Tạng trên thế gian này chúng ta đều phải nói theo, học theo cái cách gì báo hiếu, cái trí hiếu của Bồ Tát Địa Tạng để mà noi theo, để mà tu tập noi theo, để mà thực hành. Làm được như thế thì dần dần chúng ta sẽ cảm hóa được người thân của chúng xung quanh chúng ta, sẽ cảm hóa được cha mẹ, ông bà, họ hàng, cô bác, gia đình chúng ta. Họ sẽ dần dần họ sẽ hiểu thế nào là xuất gia có lợi ích gì. Và trước đây có thể họ phỉ báng, trước đây có thể họ không bằng lòng cho con cái, cháu chắt họ trong gia đình, trong dòng họ mình xuất gia. Nhưng mà khi chúng ta tu tập được, dần dần chúng ta cảm hóa được. Đó. Ở trong chùa thì các đệ tử của thầy bây giờ thì chiếm đến 80% cảm hóa được cha mẹ tin Phật và lễ Phật hàng ngày, chiếm được khoảng độ tầm 3-40% cảm hóa cho cha mẹ gì biết ăn chay mỗi tháng ít nhất cũng được vài ngày rồi, và cảm hóa được khoảng độ 10-15-20% là gì? Cha mẹ phát nguyện ăn chay trường, thờ Phật tại nhà, ăn chay trường, tụng kinh niệm Phật. Mặc dù trước đây khi đứa con xin đi tu, cha mẹ nhất định phản đối. Cha mẹ nghĩ rằng gì? Đi tu như vậy, cái thứ nhất là làm mang tiếng đến gia đình, là mang tiếng đến dòng họ. Sinh con ra mà không nuôi được con, không dạy được con khôn lớn, mà để cho con gì? Nó phải vào cửa chùa ăn mày rồi ăn mày Phật, sống đỡ qua ngày, nhục lắm. Chẳng có một cái nỗi nhục bằng cái nỗi nhục gì cho con gì đi vào chùa xuất gia ăn mày Phật sống đỡ qua ngày. Đấy, họ nghĩ như thế. Nói chẳng ai mà xa, ngày xưa khi thầy mới xuất gia thì vậy, cha mẹ họ hàng của thầy cũng nghĩ như thế. Thậm chí cả các bác, ông bác, cả tức là anh mẹ của thầy ấy, còn từ mặt mẹ thầy, cấm không cho bước vào cửa, phải đến gì, đến hơn một năm trời, cấm em gái mình không cho bước gì, bước qua cửa nhà, vào cửa nhà,
nhà mình thì vì là sợ là nhục lây. Nhục lây làm sao? Tức là cô sinh con ra cô không dạy được con cô để cho nó thất tình lục dục mà đi tu, để cho dân làng khinh bỉ cả cái gì, không chỉ nhà cô mà khinh bỉ cả cái dòng họ này, tòi ra một cái đứa đứa con đứa cháu bất hiếu như thế. Con trai lớn không lấy vợ, con gái lớn không gả chồng, tức là khoảng 2 năm sau khi thầy đi tu thì em gái út lại xin đi tu nốt. Cho nên ông càng bực nữa, bảo là con trai lớn không lấy vợ, con gái lớn không gả chồng, mà là gì, để cho nó thất tình lục dục vào cửa chùa để sống đỡ qua ngày, nhục lắm. Cho nên cấm mẹ thầy gì? Bước chân vào gia đình, vào cửa nhà ông gì? Ông bác. Vậy nhưng mà chúng ta thấy 4 5 năm sau cái sự tu hành của thầy chưa thành tựu đâu, mới chỉ là khởi sắc một chút, từ chỗ chú tiểu lên gì thọ đại giới và được đi học đi hành, đi về mình dùng gì? Dùng giáo lý của Đức Phật, dùng tâm chân thành để cảm hóa, cho đến bây giờ cả dòng họ nội họ ngoại ai ai gì cũng kính ngưỡng Phật pháp, ai ai cũng nói rằng cái gì, ai ai bây giờ, ngày xưa thì chỉ trích mẹ của thầy bao nhiêu thì bây giờ ai ai cũng gì cũng nói là gì, sinh được đứa con như thế mới đáng sinh. À đấy, trong xã hội chúng ta thấy người ta cái sự nhìn nhận của người đời có thể thay đổi theo năm tháng và theo gì, theo cái sự tu tập và cảm hóa họ của chúng ta. Cho nên thầy khuyên bạn này, nếu mà thực sự mà có tín tâm với Phật, có duyên với Phật, muốn cống hiến cuộc đời của mình để trên thì báo đáp Phật ân, dưới thì vì hạnh nguyện cứu độ chúng sinh ấy, chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều, cứ xách ba lô. Một câu hỏi nữa hỏi rằng: con Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy cho con hỏi, con có theo một ông thầy đồng 20 năm rồi, thầy đồng đấy có cho nhà con 18 lá bùa dán ở các góc nhà và ở cửa đi. Từ tháng 2, con đã có duyên về chùa và con đã được thầy quy y Tam Bảo rồi. Con muốn treo ảnh Địa Tạng để hàng ngày tụng kinh, được chiêm ngưỡng tranh ảnh của ngài. Nhưng ban thờ nhà con có treo 2 cái dấu, một cái màu đỏ, một cái màu vàng ở giữa ban thờ. À, như thế con treo ảnh Phật được không ạ? Con xin thầy chỉ bảo cho con phải làm như thế nào cho đúng ạ? Ở đây chắc 2 cái dấu của một cái dấu chấn trạch. Dấu chấn trạch thì thường có cái hình bát quái và một vài cái chữ nho viết loằng ngoằng trên đó, hoặc rằng á có một loại dấu chấn trạch trên đây vẽ con hổ và hình bát quái, hoặc không có hình bát quái mà có một số những cái chữ nho viết loằng ngoằng trên đó nữa, thì đó gọi, cái đó gọi là bùa chấn trạch. Thì cái đó thì cứ qua 100 ngày thì cái công năng của nó thì cũng không còn mấy nữa, đặc biệt qua 1 năm thì nó hết rồi, nó chỉ còn cái tờ giấy không thôi. À, công năng của nó thì, hoặc cái bùa thì tùy theo phải xem xét, nếu mà cái bùa mà ngày xưa mà nhà Phật tử này á, nhà vị này mà nhờ ông thầy phù thủy đến để trấn yểm dùng bùa dùng chú này chứ, thì cái này trước khi mà dỡ cái bùa này thì cũng phải có thời gian. Chúng ta tu tụng kinh, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng ít nhất 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày đó, thì khi đó chúng ta mới dỡ cái bùa đó xuống. Còn bây giờ Phật tử nói muốn treo ảnh Địa Tạng thì chúng ta, nếu mà trên cao còn thì chúng ta treo lên trên cao được, sau khi đủ 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày chúng ta tụng kinh Địa Tạng xong, lấy công đức để hồi hướng, sau đó chúng ta dỡ cái bùa thì chúng ta mới treo xuống cho vào cái chỗ cho trang nghiệm được. À, còn nếu mà bây giờ mà chưa có chỗ để treo thì chúng ta cứ tụng kinh như thế trước đã cũng được. À, rồi sau đó thì mới 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 treo lên. Nhưng mà treo ảnh Địa Tạng là không được treo thấp hơn cái bùa mà phải treo cao lên hơn. À, một bạn nữa có câu hỏi như thế này: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, từ bi hoan hỷ cho gia đình con được hỏi những khúc mắc chưa thể giải đáp được ạ. Bạch thầy cho con hỏi là vong linh trẻ con 6 tuổi trong vòng 49 ngày gia đình cúng chay, nhưng vong linh về nói là chưa quen ăn chay và bị đói, xin bố mẹ cho cúng mặn 1 hoặc 2 bữa, hoặc một mâm mặn một mâm chay, khi nào thích ăn gì thì ăn món đó. Vong linh có nói những ngày lên chùa với bố mẹ và người thân và những ngày cuối tuần thì vong linh sẽ ăn chay, còn về nhà thỉnh thoảng vong linh được ăn mặn. Bạch thầy,
bố thí cho con được biết cách nào để hợp lý với vong linh 6 tuổi này ạ. Thì cái này có hai trường hợp xảy ra. Một á, trường hợp xảy ra thì đó có thể cái vong linh 6 tuổi này mất mà chưa được đi thoát hóa đầu thai vì vì phúc chưa đủ. Hai, có thể xảy ra đối với cái vong linh này, đó là tội cũng chưa quá lớn để đọa lạc vào trong ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh, cho nên á, thần thức vẫn còn phảng phất ở dưới gì? Dưới quái âm, tức là quái địa phủ đó. À, thì có thể vẫn có thể về thì nói với người thân được, cũng giống như bình thường khi cái tập khí của họ mà. Tập khí lúc còn sống họ chưa ăn chay được thì có thể gì? Họ vẫn không ăn chay được và họ vẫn muốn gì? Vẫn quen là ăn thịt. À, uống huyết của chúng sinh á. Thì cho nên là khi chết rồi thì vẫn cái thói nào tật đấy. Thì cái trường hợp này nếu mà như vậy á thì cái nghiệp báo rất khó được đi thoát hóa đầu thai về cảnh giới an lạc. Mà thậm chí thì hết 49 ngày có khi đọa tụt xuống vào trong đường súc sinh, rất dễ làm súc sinh. Nếu như đây thực sự là vong em bé 6 tuổi thì rất dễ bị đọa làm súc sinh. Nếu mà Phật tử vợ chồng mà thì không khuyên được em ấy bỏ cái tập khí ác, thích ăn thịt chúng sinh á, mới nuốt được á, thì hết 49 ngày gần như chắc chắn linh hồn này sẽ đọa làm súc sinh để trả mạng cho gì, để thường mạng cho cái tập khí thích sát sinh hại vật, ăn thịt chúng sinh ở đời trước kiếp trước của mình. Đây là đời trước kiếp trước nữa cơ, chứ không phải ngay cái đời 6 tuổi này đâu. Sinh ra vì sao mà yểu mạng? Phật nói gì? Sát sinh hại vật sẽ bị yểu mạng, cho nên mới có 6 tuổi đã gì? Đã mất. Mới 6 tuổi đã mất. Như vậy là mạng yếu do đâu? Do nghiệp sát sinh ở đời trước để lại vậy. Do nghiệp thích ăn thịt, uống huyết của chúng sinh gì ở kiếp trước để lại vậy. Nó di chứng của nó gì? Quả báo rồi, đem lại như vậy. Nay không biết ăn năn chửa bỏ lại là ma rồi vẫn còn thích gì? Ăn thịt uống huyết chúng sinh á, thì chắc chắn, gần như chắc chắn. Thầy khẳng định nếu mà trường hợp này là cái vong của em bé 6 tuổi này, gần như chắc chắn sau 49 ngày sẽ đọa làm kiếp súc sinh. Làm thân gì? Bò lợn, chó lừa để cho gì? Để cho người ta giết hại, ăn thịt, tức là trả cái nợ thường mạng, sát sinh về kiếp trước vậy. Còn cũng có thể có một trường hợp nữa, đó là gì? Quỷ thần đóng giả gì? Đóng giả vong linh em bé này. Có thể vong linh em bé này nếu mà có phúc thì có thể sau khi mất nó sinh ra để nó gì? Để nó trả nợ. Thì nó sinh ra đến 6 tuổi hoặc là sinh vào để nó gì? Nó đúng rồi, sinh vào để trả nợ hoặc sinh vào để báo ân, báo oán vân vân gì đó. Thì nó đến đó thì nó hết nó đi. Có thể nó về quái lành rồi. Hoặc là gì? Nếu mà nó sinh vào để sinh ra vào gia đình nhà mình để báo oán á, nó làm 6 tuổi xong cái nó mất để cho mình vô lượng những sự khổ đau á, thì còn sau khi mất đi nó lại tiếp tục bạo đọa trong ba đường ác vì là ác nghiệp nó chưa dứt. Thì cho nên cái quỷ thần nó biết được cái việc đó, nó đóng đến để đóng thế, đóng giả để nó kiếm ăn. Mà quỷ thần nó thì thường gì? Quỷ thần ác thì không thích ăn chay. Ác quỷ thần lại không thích ăn chay. Cho nên nay mình thì mình lên chùa hoặc ở nhà mình đem cúng chay, nó bảo cúng chay nó không quen, nó không ăn được, mà nó đòi gì cũng mặn, và thậm chí nó đòi gì cũng cả chay cả mặn, nó thích ăn cái gì thì nó ăn. Đây có thể mắc vào cái mưu của quỷ thần. À, có mưu quỷ thần, tức là quỷ thần mượn danh người nhà người thân của mình á để về để đòi ăn. Như cái bài giảng hôm đầu tiên thầy nói có một trường hợp trong quê thầy á, nó bảo là vong linh của gia tiên nó về mỗi ngày để đòi ăn con gà. Mỗi ngày giết con gà mà giết đến mấy tháng như thế thì biết bao nhiêu là con gà rồi. Mà nhà thì nhà ở nông thôn thì nuôi giỏi lắm thì được 5-10 con gà. Nhưng mà giết đến mấy chục con gà rồi mà gì, nó vẫn còn đòi ăn. Ngày nào nó cũng đòi ăn. Nào rượu, nào thịt gà, ngày nào cũng như thế. Ăn đến hết rồi đi mua về, đi xin rồi họ hàng về để làm cho nó ăn, nó vẫn không ra cho. Thế họ hàng với có người thân mách gia đình ra đây thì thầy biết được, thầy cho một sư ông về nhà lễ cho một cái thì thầy đoán cái này chắc chắn là quỷ. Chắc chắn là ma quỷ. Mượn xác người thân để giả danh người nhà để kiếm ăn. Cho các sư về làm lễ, cho lễ xong mấy hôm sau là khỏi từ đó cho đến nay. À, có sao nữa đâu. Đó, cho nên đấy gọi là quỷ thần trường hợp. Cũng có thể một trường hợp thứ hai là gì? Quỷ thần giả danh cái vong linh của em bé 6 tuổi này. Thế gia đình phải tỉnh táo. Gia đình tỉnh táo. Thứ nhất là gì? Nhất định không. Không cúng chay. Do cho dù đó là gì? Là con. À, xin lỗi. Nhất định không cúng mặn. Nhất định không sát sinh hại vật. Thậm chí không ra chợ mua đồ để về để cúng nữa. Nhất định cúng chay. Nếu thực sự là con mình thì khuyên con là hai phát bồ đề tâm.
Hãy nghe theo lời Phật dạy, khởi lòng từ bi mà gì? Mà ăn chay, tụng kinh niệm Phật theo mẹ, theo bố mẹ để tụng kinh niệm Phật, để được gì? Phật độ cho, được sinh sớm sinh về cõi lành, không có thì khổ lắm. Nếu thực sự nó là con mình nó sẽ nghe theo, còn nó không phải là con mình nó sẽ không nghe theo. Nó là quỷ thì gì? Nó tìm mọi cách để nó lừa mình. Nó bảo mẹ thương con mà, bố mẹ thương con, cho con ăn chay mấy, cho con ăn mặn mấy hôm nữa thôi, ăn chay con không chịu được, thế này thế khác. À, mình càng nghĩ như vậy, mình càng thương và càng làm cho nó ăn đó, thì nó càng nương vào cái lòng từ bi của mình để nó làm ác. Như vậy cả hai bên đều có tội, mình cũng có tội, quỷ thần cũng có tội, mà gì, con mình gì cũng tổn phước. Cho nên thầy khuyên là cái trường hợp này đừng có tin vào cái việc đó, mà hãy cứ nhất tâm một lòng tin lời Phật dạy. Trong kinh Địa Tạng nói là con người ta sau khi chết, nếu mà đem gì, đem giết hại gì sinh linh để tế bái quỷ thần, không chỉ không có phúc mà gì, người đó còn có gì, còn đem tội đến cho vong linh ấy mất. Học Phật là phải tin vào lời Phật. Đấy. Đừng có tin vào lời ma quỷ, lời đồng bóng bói toán. Chúng ta chỉ có tạo thêm phiền não và chuốc thêm gì, họa vào thân mà thôi. Phật tử hỏi là bạch thầy cho con hỏi. Mẹ con có lúc cười lúc khóc vào buổi tối, nói thổi cơm với đi chơi, hoặc là trả hết cho chúng bay. Những lúc như thế con thường niệm Phật nhưng không được thầy ạ. Mẹ con trước kia làm nghề bắt cua, giờ yếu không đi bắt được nữa. Mẹ con thường ra chợ mua cá chép về hầm tương cho khô rồi ăn. Có lúc tự mình thịt cá, nhưng có lúc nhờ người bán làm hộ. Con xin thầy chỉ cho con cách giúp mẹ con với A Di Đà Phật. Cái này nguy rồi. Gọi là đại hạn đến nơi rồi mà vẫn chưa tỉnh. Cái này là lặp lại trường hợp, là lặp lại bà Thanh Đề. Lặp lại trường hợp giống như bà Thanh Đề, mẹ của tôn giả Mục Kiền Liên. Hoặc là lặp lại cái trường hợp giống như là mẹ của Bồ Tát Địa Tạng, khi Bồ Tát Địa Tạng bắt đầu chuẩn bị phát Bồ Đề Tâm vậy. Đó, cũng thích ăn những gì, làm những việc ác, ăn thịt chúng sinh. Trước đây Phật tử kể là trước đây mẹ thường hay đi bắt cua, giờ yếu không đi được nữa, nhưng thường hay ra chợ để mua cá chép về để hầm tương để ăn. Có những lúc tự thịt, có những lúc bảo người bán họ thịt sẵn về làm như vậy. Đây là cái thói quen, tập khí. Cho nên cứ vào lúc buổi tối là thì thường hay nói là Phật tử này, nói vào buổi tối thì nói thổi cơm đi, rồi nói là trả hết cho chúng bay, những trả hết cho chúng bay, cái bảo thổi cơm đi trả hết cho chúng bay, vân vân. Những cái này là bắt đầu cái nghiệp báo, nhân quả nghiệp báo xấu ác bắt đầu chuẩn bị rồi. Đó. Cái trường hợp này nếu không dừng lại thì chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi là có thể là ốm đau bệnh tật, liền dược liệt giường liệt chiếu. Trong kinh Địa Tạng nói là muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong, có nghĩa là hành hạ cho gì, tội thân còn sống mà tâm khổ như ở trong đọa trong địa ngục rồi. Những trường hợp như thế là sau khi chết đi một cái là kinh Phật nói là đọa vào địa ngục còn nhanh hơn là tên bắn. À, nên cái Phật tử này nên đọc kinh Địa Tạng, hoặc lấy những cái băng giảng kinh Địa Tạng của các quý thầy và cho mẹ nghe. Mẹ chưa nghe được nhiều thì cho những đoạn nào mà phù hợp với cái hoàn cảnh gia đình nhà mình, và đặc biệt là của mẹ của mình, cho mẹ nghe. Và khuyên mẹ, nhẹ nhàng khuyên mẹ, càng như thế càng gần bên mẹ hơn, để khuyên mẹ để xem mẹ có phản tỉnh được không. Ở ngay đời này kiếp này không thì còn cơ hội cứu. Bằng không thì chỉ có bằng cách là sau này đi vào trong đó khổ cực đến tột cùng thì lúc đó thì mới nhớ khổ địa ngục, mới phát Bồ Đề Tâm mới có thể hướng thiện được. Thì cái này thì còn phải xem cái nhân duyên của bà cụ với Phật Pháp như thế nào. Đó. Nhưng mà Phật tử cũng nên bằng cái đạo hiếu của người làm con, hãy cố gắng để mà gần gũi bên mẹ và tìm đủ mọi cách, mọi phương tiện thiện xảo nhất, tốt đẹp nhất của Phật giáo, của Phật Pháp để khuyên bà cụ, khuyên mẹ mình được ngay đời này là cái tốt nhất. Bằng không thì cũng phải chịu, đành cho bà cụ phải vào đó chịu cái sự
đánh đập tra khảo của Nghiêu đầu ngục tốt Diêm La, thì khi đó thì người ta mới tỉnh. Đấy, giống như kẻ trộm cắp ở thế gian ấy. Còn đang gì? Nó còn đang đang ở ngoài vòng pháp luật ấy. Nó chưa bị sờ gáy, chưa bị bắt ấy. Thì nó cứ nghĩ rằng gì, nó tự do tự tại, chẳng phải làm mà vẫn có tiền tiêu, chỉ cần đi vạch qua một đám đông thôi, móc túi được vài cái ví mà cái là gì? Ăn vài ngày chưa hết. À, cuộc sống như vậy là gì? Thanh thản nhàn nhã, chả ai làm cái gì. Nhưng một ngày nào đó nó vừa thò tay ra, nó móc túi người ta gì, dính ngay gì vào mấy chú an ninh ấy, hoặc mấy cô an ninh ấy, thì nó chết luôn. Vừa thò tay ra một cái còng số 8 đã bập vào rồi, và lúc đó nó có ăn năn hối hận chẳng kịp nữa, lôi về để trong trại giam ấy. Lúc đó nó mới gì? Nó mới biết là cái cuộc sống ở trong trại giam nó không được tự do tự tại như thế nào. Và nó lúc đó nó mới biết rằng là ước gì trước đây mình gì, mình không làm những việc ấy mà mình làm một người lương thiện, thì bây giờ làm gì mình phải ở trong cái chỗ tối tăm khỉ ho cò gáy thế này, vân vân đó. Nhưng mà lúc đấy cũng cũng rất là muộn rồi đó. Cho nên cái trường hợp này thì thôi, thì các cụ ngày xưa nói là quản nước quản tát, Phật tử này cũng nhất tâm nên nghĩ đến cái ân nghĩa sinh thành của cha mẹ, như Đức Phật nói mà cố gần gũi để dùng các phương tiện để khuyên bảo cho mẹ mình được bao nhiêu hay bấy nhiêu. À, một bạn nữa hỏi: con xin kính chào nhà chùa, con xin phép được hỏi hai câu. Một, luân hồi là vòng sinh tử, vậy nếu là người thường mở ngoặc đơn không phải là đệ tử Phật gia, tức là không phải là người người xuất gia và người tại gia, có thể thế, đóng ngoặc đơn, thì có thể thoát khỏi vòng luân hồi hay không? Nếu có thì làm thế nào thoát khỏi sinh tử luân hồi? Trong kinh Đức Phật nói, tất cả chúng sinh ở trong tam giới này, tam giới tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới thì có gì? Cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đó là sáu cõi dục giới. Sắc giới thì Đức Phật nói có 18 cõi trời lớn, trong đó còn có rất cõi trời nhỏ thuộc về cõi sắc giới. Vô sắc giới Đức Phật nói là có 4 cõi, đó là không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, không vô biên xứ thức, vô biên xứ phi tưởng hữu xứ, và phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Đó là 4 cõi trời, 4 cõi trời vô sắc giới. Trong đó thì cũng có rất nhiều những cõi trời nhỏ ở trong đó, nhưng Đức Phật chỉ nói cái khái quát, những cái bao hàm mà thôi, vì không thể kể ra tên của các cõi trời được. Cũng giống như không thể kể ra tên của các loài động vật, tên của các loài cây cỏ ở thế giới chúng ta này được, mà chỉ có thể thì Đức Phật chia thành hai loại, đó là động vật và thực vật. Động vật là chỉ cho tất cả những loài gì biết bò, biết bay, biết máy, biết cựa và biết gì, biết suy nghĩ, biết hành động, biết bò, biết đi, vân vân đó, biết di chuyển, vân vân đó, đó gọi là động vật. Thực vật là chỉ cho tất cả các loài gì, cây cối, à, cây cối như tảo, rong rêu, vân vân chẳng hạn, những cái loài đó thì chỉ thực vật, chỉ hai loại, chứ không thể kể hết ra tất cả các loài cây có bao nhiêu loại, chim trên trời có bao nhiêu loại, cá dưới nước có bao nhiêu loại, và người sống, vật sống trên cạn có bao nhiêu loại, không thể kể hết được. Người mà muốn đòi thì kể hết cái đó, tức là gì? Người có đầu óc thần kinh điên rồ, có vấn đề vậy. Cho nên Đức Phật nói là tất cả chúng sinh ở trong gì? Tam giới đều luân hồi, đều chịu sự chi phối của luân hồi ở trong vòng quay lục đạo vậy. Có phúc thì gì? Đi lên trời, phúc hết thì dần dần lại đi xuống cõi Atula, rồi cõi người, rồi cõi gì tội nặng thì lại vào cõi súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục, cứ luân chuyển như thế, không bao giờ hết. Và ngoài đạo Phật, tất cả các tôn giáo trên thế giới đều nói rằng gì, tu hành cái sự chứng đắc cao tột của họ là gì? Được sinh về các cõi trời. Như đạo Tin Lành Thiên Chúa chẳng hạn thì nói là được sinh về với Chúa. Mà Chúa ở đây họ nói này chính là vua, vua cõi trời dục giới, đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Chúng ta dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, vân vân. Những tôn giáo của họ thì có thể họ lại không nhận, chấp nhận cái đó. Và họ nói rằng gì? Đi lên về Chúa thì vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Nhưng quan điểm của Đức Phật sau khi tu chứng, Ngài bác hết tất cả gì? Các cõi trời cũng vẫn còn bị sinh tử luân hồi khi mà hết phúc. À, cho nên Đức Phật nói duy nhất chỉ có bậc thánh giả chứng được thánh quả gì? A-la-hán trở lên
mới vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Những người tu chứng được thánh quả gì? Đẳng giác hoặc diệu giác. Nhấn đến gì? Hàng thất địa bồ, hàng thất địa Bồ Tát, xin lỗi, hàng từ hàng thất địa Bồ Tát cho đến đẳng giác, diệu giác và thành Phật mới vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Còn tu theo hạnh duyên giác thì chứng hạng độc giác và hạng duyên giác. Thế tu 12 pháp nhân duyên của Phật đó mà chứng quả độc giác hoặc duyên giác đó mới vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Còn á, hàng gì chứng được tam thánh quả dưới, tức là tu đà hoàn, tư đà hàm, an hàm á, còn phải vẫn còn phải lưu chuyển trong sinh tử từ 1 đến 7 lần nữa. Tu đà hoàn thì phải 7 lần sinh tử, tư đà hàm thì gì? Phải 1 lần sinh tử. Mà an hàm á thì vẫn còn phải gì? Sinh lên cõi trời tịnh cư hoặc các cõi trời đâu xuất một lần nữa thì mới gì? Chứng quả là hán và nhập niết bàn, tức là vẫn còn phải 1 lần sinh nhưng phải không sinh lại nhân gian. À, cho nên an hàm còn dịch là gì? Là bất hoàn hay là bất lai. Bất hoàn hay bất lai quả, tức là sinh lên các cõi tịnh cư hoặc cõi gì? Cõi trời và chứng đắc thánh quả là hán nhập niết bàn ở đó thì các ngài phải nhập niết bàn, chứ không nhập niết bàn á thì vẫn lưu chuyển sinh tử. Đấy là, đấy là cái ý thứ nhất trả lời câu hỏi của một bạn này. Câu thứ hai, bạn hỏi là thế nào được gọi là trọn vẹn chữ hiếu? Nếu trong trường hợp mình chưa học thành công mà bố mẹ đã không còn thì như vậy có được gọi là bất hiếu không? Cái này là ngoài mong muốn. Chữ hiếu là gì? Làm trọn vẹn chữ hiếu là đứa con gì? Báo đáp công ơn cha mẹ sinh thành. Đói gì? Cung cấp cho mẹ, cha mẹ ăn. Khát cũng bưng cơm rót nước cho mẹ uống. Rồi á, mùa đông thì cho ấm, mùa hè thì quạt mát, vân vân, không làm cho cha mẹ đau khổ vì mình. Thì đó gọi là cái cách báo hiếu trọn vẹn theo ý nghĩa trọn vẹn chữ hiếu của thế gian. Nhưng Đức Phật ở trong kinh Địa Tạng và trong kinh Đại Báo Ân á, Đức Phật nói gì? Cái báo hiếu đó vẫn chưa được trọn vẹn. Cái chữ hiếu của thế gian, đói cho ăn, khát cho uống, lạnh cho ấm, nóng cho mát đó, không làm cho cha mẹ gì, mẹ khóc, cha mẹ buồn, mẹ khổ, lúc nào cha làm cho cha mẹ vui nở nụ cười trên trên môi đó, thậm chí là gì, vai trái cõng mẹ, vai phải gì vác cha, hoặc là gánh cha mẹ đi khắp gì, khắp trái đất này để cho cha mẹ gì, cha mẹ vui. Nhưng đến khi cha mẹ già, cha mẹ mất, chúng ta vẫn không thể làm được gì hơn. Muốn cha mẹ đừng có gì, đừng có già, đừng có chết thì cũng không làm gì hơn. Ý tôi nói già chết ở đây là gì? Già chết để thần thức đi vào chỗ gì? Chỗ đau khổ, chỗ đọa xứ ấy. Chứ còn già chết thì tất nhiên ai cũng phải già chết. Phật cũng phải gì? Thân thể ngày thì hiện ra tấm thân này cũng phải già chết. Tôi thì hiện ra tấm thân này một ngày nào đó tôi cũng gì cũng phải già, phải chết. Nhưng điều quan trọng, chết sau khi chết ta đi về đâu? Phật thì nhập niết bàn, tôi đi về đâu và các quý vị đi về đâu? Cái chỗ đi đến đó ở đời sau của chúng ta rất quan trọng. Nếu người tu đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới, như kinh nói là vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, thân thì thọ mạng như là A Di Đà Phật gọi là vô lượng thọ, công đức trí tuệ vô lượng như là các vị đại Bồ Tát, Quan Âm, Thế Chí, vân vân, tu hành dần dần thành Phật, không bị thoái chuyển nữa, không bị khổ đau sinh tử luân hồi nữa, vân vân. Cho nên trong kinh Đức Phật nói người con chí hiếu, tức là hiếu đến chỗ thì tột cùng, không còn cái điều hiếu nào hiếu hơn nữa, là giống như Bồ Tát Di Lặc và Tôn giả Mục Kiền Liên. Báo hiếu bằng cách gì? Dạy Phật pháp cho mẹ, cứu độ cha mẹ thoát khỏi ba đường ác đạo và sáu nẻo sinh tử luân hồi, vĩnh viễn không bị khổ đau nữa. Đó là người con chí hiếu trong đạo Phật. Đồng thời cũng là đứa con chí hiếu gì? Ở khắp trong thế gian này không tìm thấy đứa con nào chí hiếu hơn, hiếu thảo, trọn vẹn hơn là những đứa con như là Bồ Tát Địa Tạng, như là Bồ Tát Mục Kiền Liên ngoài Phật vậy. Mà Phật cũng chính là từ những đứa con chí hiếu đó mới gì? Mới thành Phật, viên mãn công đức mới thành Phật. Cho nên nay bạn hỏi là thế nào là đứa gọi là đứa con làm được trọn vẹn chữ hiếu. Đấy, tôi giải thích hai chữ hiếu của thế gian và xuất thế gian như vậy, tùy theo bạn chọn cái chữ hiếu nào là do bạn quyết định. Còn bạn nói là nếu trường hợp mà mình học hành chưa xong, chưa đi làm, chưa công ăn việc làm, chưa báo hiếu bố mẹ mà bố mẹ đã chết rồi thì mình có thể gọi là đứa con bất hiếu không? Trừ trường hợp
mình hắt hủi, hoặc mình đánh đập, hoặc do mình lời ăn tiếng nói, cách sống cư xử hành động của mình khiến cho cha mẹ buồn, cha mẹ chết, thì chúng ta mới gì? Mới là đứa con có tội, là đứa con bất hiếu. Còn chúng ta vẫn là đứa con ngoan trò giỏi, mà cha mẹ mình vì già mà chết, hoặc bệnh mà chết, vì tai nạn mà chết. Trong kinh Dược Sư hoặc có chín thứ chết yểu, các bạn có thể đọc kinh Dược Sư thêm chín thứ chết yểu làm gì, như thế nào Phật dạy đó, vân vân. Bất cứ một lý do nào mà chết mà không phải do mình tác động, mà người khác hoặc là hoàn cảnh hoặc chính thân thể của cha mẹ tác động, đó là già bệnh chết vân vân đó, thì chúng ta không thể gọi là đứa con bất hiếu được. Và chúng ta có thể gì? Mất rồi, như trong kinh Địa Tạng nói, mất rồi vẫn có thể báo hiếu bố mẹ bằng cách gì? Bố thí cúng dường, phóng sinh, tu phúc, tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng cho cha mẹ, đặc biệt là tụng kinh Địa Tạng, vẫn có thể khiến cho cha mẹ thoát khỏi ba đường ác đạo. Hoặc sinh thiên rồi thì sẽ được gì? Phúc thọ miên trường. Sinh người thì cũng được gì? Phúc thọ lâu dài và công đức vô lượng. Hoặc còn ở trong ác đạo thì sớm thoát khỏi ba đường ác đạo, vân vân. Đó chính là chết rồi vẫn có thể, người con hiếu thảo. Cha mẹ, ông bà chết rồi, tổ tiên chết rồi, mất rồi, lâu rồi vẫn có thể báo hiếu được vậy. Không chỉ một đời, mà trong kinh Đức Phật nói là nhiều đời, nhiều kiếp vậy. Bạn hỏi là hành động hồi hướng nghĩ về bố mẹ có được gọi là một hành động báo hiếu không? Hồi hướng công đức lành, công đức thiện về bố mẹ đều có thể gọi là hành động báo hiếu vậy. A Di Đà Phật, con bạch thầy, xin thầy chỉ dạy giúp con trong trường hợp này ạ. Con có một chị bạn, hiện chị đang bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nhưng đã vỡ chưa thì con chưa rõ ạ. Gia đình chị từ thời bố mẹ đẻ chị cho đến nay làm nghề bán phở gà ở Kim Sơn, Ninh Bình. Gà để bán phở là do tự gia đình chị giết. Gia đình chị giết thịt. Hàng phở nhà chị là cửa hàng đắt hàng nên số gà bị thịt mỗi ngày không ít ạ. Trong gia đình thời gian gần đây cũng xảy ra nhiều chuyện không may. Từ ngày bị ốm, gia đình chị cũng đi lễ cho chị nhiều, nhưng con không rõ là ở đâu ạ. Và chị cũng có duyên được đến một ngôi chùa, được thầy ở ngôi chùa đó giảng rằng chị bị như vậy là do nghiệp nhà chị tạo ra, và khuyên chị ăn chay và ngồi thiền. Từ hôm đó chị có phát tâm ăn chay ạ. Chị cũng phát tâm rằng nếu lần này chị khỏi ốm, chị sẽ lên ở chùa gần nhà. Con viết mai này kính mong thầy, con viết mail này kính mong thầy từ bi chỉ dạy giúp cho chị và gia đình chị biết cần phải làm gì để giúp chị nếu mệnh mà còn thì được khỏe mạnh lại ạ. Cái trường hợp này bạn nên khuyên cả hai vợ chồng nhà vị ấy, cái thứ nhất là phải thực tâm ăn năn sám hối đối trước Tam Bảo, tức là đến cửa chùa Phật Pháp Tăng mà ăn năn sám hối. Cái thứ hai là phải phát nguyện phóng sinh cho thật nhiều, trước sát sinh nhiều. Thì bây giờ lấy tội gì, lấy cái việc phóng sinh, lấy cái phúc của tội phóng, cái phúc của việc phóng sinh á, để diệt cái tội gì, cái tội sát sinh trước đây. Cho nên bây giờ cái việc mà cúng dường Tam Bảo, phóng sinh tu phúc là việc làm đầu tiên cần phải làm. Việc làm thứ hai là nên khuyên vợ chồng gia đình này nên tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nghe giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng hàng ngày để sinh trưởng công đức. Và đặc biệt là gì? Nên sám hối và hồi hướng cho oan gia trái chủ. Cái quyển oan gia trái chủ nên thì tìm cái quyển sám oan gia trái chủ của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không á, để mà sám thì rất tốt. Còn Địa Tạng á thì có thể tùy duyên, nhưng mà nếu tụng được cái bản mà đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam hội tập đó, vì hiện nay rồi hàng ngày đang có trên 50.000 người đọc tụng cái bản kinh này, cho nên cái cộng nghiệp và công đức là vô lượng. Và bạn này cũng nên khuyên vợ chồng của hai vợ chồng người bạn này của bạn đó, nên nghe giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nghe bài giảng của Hòa Thượng Tịnh Không cũng được, bài giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng được, và nghe bài giảng của thầy cũng được. Đó, các quý vị tùy duyên, nghe ai mà thấy hợp duyên thì các vị nghe. Nghe để làm gì? Nghe để hiểu.
Hiểu đây là gì? Hiểu để phát cái tâm chân thành để mà sám hối với các oan gia trái chủ, tức là gì? Những con gà, những con vịt, những con lợn mà ngày xưa mình giết, mình ăn thịt hoặc mình đem gì? Đem làm hàng quán đó. Cho nên người ta các cụ, các tổ, các sư ngày xưa, các tổ sư ngày xưa mới đúc kết lại cái người làm nghề sát sinh có thể giàu rất nhanh, nhưng họa khi mà họa đến á thì gọi là họa vô đơn chí. Lúc đó thì lo để ăn năn sám hối cũng rất khó. Cho nên cái trường hợp này á, cho dù dẫu có ăn năn sám hối, phóng sinh, tu phúc, tụng kinh địa tạng, thầy cũng không dám đảm bảo là cái chị bạn này của bạn này lại khỏi bệnh và khỏe mạnh lại bình thường. Nhưng biết đâu, nếu mà tội tiêu phúc đến mà khỏe mạnh trở lại được thì sao? Vì cũng có, thầy cũng có những người Phật tử trong đạo tràng gì, ung thư đến giai đoạn cuối, bác sĩ bảo là không thể cứu chữa, vậy mà chỉ có phóng sinh và tụng kinh địa tạng. Mấy tháng sau đi khám lại, bác sĩ bảo các tế bào ác không còn nữa, các tế bào lạ, các tế bào ác không còn nữa. Nghĩa là gì? Nghĩa là khỏi bệnh ung thư. Chỉ có tụng kinh và gì? Nghe giảng và phóng sinh, làm việc thiện thôi, không thuốc thang gì nữa, vậy mà gì mà cũng khỏi bệnh. Gọi là thôi tụng kinh để cho mệnh mà, cái đấy gọi là gì? Cái đấy gọi là trong họa có phúc đấy. Đấy, trong họa có phúc. Cái lúc gặp họa thì mình mới biết gì, biết ăn năn chừa bỏ, sám hối những cái lỗi lầm, tội lỗi vô lượng vô biên mà mình gì mình đang làm mà mình không biết. Ở thế gian họ cho rằng cái việc giết gà mổ lợn, giết trâu mổ bò là cái việc bình thường. Không có tôi giết thì làm sao có người bán ra chợ để cho các ông ăn thịt, ý là như thế. Mà con trâu, con bò, con chó, con lợn nuôi ra là để gì? Nuôi ra để làm thịt cho gì? Cho người dân ăn, cho con người ăn. Cho nên không giết nó và để lại nó sống bên cạnh chúng ta hoài hoài mới là lạ. Xã hội cho là thế. Nhưng mà đạo Phật, Đức Phật nói này, quan điểm của Đức Phật nói này, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên giết một mạng chúng sinh, tức là giết một vị Phật trong gì? Trong kiếp tương lai. Mà Đức Phật nói giết một vị Phật trong kiếp tương lai á, thì tội đó vô lượng vô biên, không thể tính hết được. Cho nên ở đây, trong cái lúc như thế này mà gì? Gia đình đang làm ăn như vậy, mỗi một ngày sát sinh không biết bao nhiêu con gà, con vịt như vậy. Và bây giờ á, bà vợ bị ốm, như vậy lại phát nguyện là gì? Ăn chay, đi chùa, tụng kinh, nghe sư giảng đạo nói rằng á, cái bệnh đó đều là do nghiệp ác tạo thành, kết thành vậy. Cho nên về có thể lại phát nguyện, nếu mà khỏi bệnh, khi mà nếu mà chữa mà khỏi được bệnh, còn phát nguyện là lên chùa nữa. Chắc đây nói là lên chùa gần, chắc lên chùa thì làm công quả đó. Nhưng lên chùa làm công quả hay gì đó không quan trọng bằng cái gì? Bằng phát nguyện ngay bây giờ phải dứt ngay cái gì? Dừng ngay cái việc mà sát sinh để bán hàng phở này lại. Tức là cái gốc của nó ở đấy thì phải dừng ngay nó lại. Dừng ngay nó lại thì mới có thể cứu chữa được. Còn không dừng thì cho dù mỗi một ngày có tụng 1.000 bộ kinh địa tạng, 1.000, 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000, biến danh hiệu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, một ngày có tụng gì? Có tụng không chỉ là 3 cuốn mà 30 cuốn, 300 cuốn hay 3.000 cuốn kinh địa tạng đi chăng nữa thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Vì cái nhân ác chúng ta chưa dừng. Tụng kinh như vậy cũng giống như gì? Như con vẹt nói học nói tiếng người mà thôi, nó chả hiểu cái gì cả. Gặp trộm vào nó cũng bảo nhà có khách, gặp khách vào nó cũng bảo nhà có khách. Vì nó không phân biệt đâu là trộm và đâu là gì, đâu là khách. Đó. Hôm sau ra bảo nó gì, ngày sau mà thấy thì thấy người vào thì bảo là chủ ơi, ông chủ ơi, có trộm, có trộm. Thì hôm sau có khách quý đến nhà nó cũng bảo ông chủ ơi, có trộm, có trộm. Vì sao? Vì hôm trước ông chủ thì nghe con vẹt nói là có khách, có khách, mà hóa ra thì gặp ngay thành trộm, nó lẻn vào nó lấy đi. Vẹt vẫn nói có khách. Cho nên bảo nó hôm sau mày thấy người vào nhà mày phải bảo là có trộm. Thế hôm sau thì không may là ông bạn thân từ xa đến chơi thì vừa vào đến nhà thì nghe tiếng là gì? Có trộm, có trộm. Thế là người ta tưởng rằng không phải là tiếng của con chim, con vẹt. Người ta tưởng rằng tiếng của người thân trong gia đình, và người ta tủi, người ta xấu hổ, người ta bỏ người ta về khi người ta chưa kịp bước vào nhà. Đó. Cho nên ở đây điều quan trọng, cái gốc rễ ác là phải dừng lại, thì việc niệm Phật tụng kinh mới gì mới có hiệu quả, việc lễ Phật cúng bái vân vân cầu nguyện mới có gì mới có cảm ứng. Bằng không cũng giống như con vẹt học nói tiếng người mà thôi, không phân biệt thiện ác,
như thế nào cả. Câu thứ ba, các Phật tử hỏi rằng: con bạch thầy, chồng con chết năm 2013, con đã gửi vào chùa. Từ khi chồng con chết, đêm nào con cũng mơ thấy chồng con về. Trong mơ, con còn biết chồng con đã chết về thăm con. Con nghe nói như vậy là chồng con chưa được siêu thoát. Con mong thầy giải đáp giúp con. Con xin chân thành cảm ơn. Cái này thì thầy cũng không dám khẳng định là chồng của Phật tử này được siêu thoát hay chưa được siêu thoát. Nhưng mà như vậy là chúng ta biết ngày nào cũng nhìn thấy, đêm nào mơ cũng nhìn thấy một cái hiện tượng như vậy, thì chúng ta cũng phải xem xét là nó phải có một cái vấn đề gì đó. Thì Phật tử này, cái quan trọng theo thầy ấy thì không tìm hiểu là đấy có phải là chồng mình được siêu thoát hay chưa được siêu thoát. Mà điều quan trọng nhất là bây giờ Phật tử nên phát nguyện này: ăn chay 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày và phát nguyện mỗi ngày 3 thời tụng kinh Địa Tạng, sáng quyển thượng, chiều quyển trung, tối quyển hạ. Sáng từ 4 đến 5 giờ gì đó thì dậy tụng quyển thượng, chiều từ 4 đến 5 giờ chiều đó thì tụng quyển trung, tối thì 7 rưỡi 8 giờ gì đó thì tụng quyển hạ. Nó trùng vào thời của chư tăng và cũng các Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Hoàng Hội Việt Nam cùng tụng cái bộ kinh Địa Tạng này, thì công đức nó có sự cộng lực với nhau, cộng hưởng với nhau, năng lượng rất là lớn. Cho nên tụng vào ba cái thời này thì nó có sự cộng hưởng thì rất tốt. Vì vậy Phật tử nó phát nguyện tụng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày. Tùy theo cái sự phát nguyện của mình, tiểu phát nguyện là 21 ngày, trung phát nguyện là 49 ngày và đại phát nguyện là 100 ngày. 100 ngày này nhất tâm thọ trì đọc tụng như vậy. Đặc biệt là không ăn gì, không ăn năm loại ngũ tân là hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Như trong kinh Địa Tạng nói, khi phát nguyện, phát đại nguyện, trung nguyện và tiểu nguyện tụng bộ kinh này để hồi hướng cho người thân, và đặc biệt đây là hồi hướng cho chồng của mình. Nếu hết 21 ngày nếu là tiểu nguyện, 49 ngày nếu là trung nguyện và 100 ngày nếu là đại nguyện mà không thấy chiêm bao như vậy nữa, có nghĩa là ổn. Đã như vậy là ổn, là biểu tướng đây là người thân của mình đã được đi thoát hóa đầu thai và không còn ở lại cái kiếp âm hồn ma quỷ ở dưới quái âm nữa. Đấy, thì xin khuyên Phật tử này như vậy. Còn không nên đi tìm là đấy có phải chồng con không, hay là không nên có đi xem đi xỏ lắm làm gì cả, không đi xem xỏ bói toán làm gì cho nó mệt người mà lại lo vào thân, họ phán linh tinh cho lại sợ. Và đây Phật tử nói cũng đã đem chồng gửi vào chùa rồi, từ năm 2013 đến nay là 2017, như vậy cũng là 4 năm rồi. Đó, đã 4 năm rồi và đêm nào cũng mơ như vậy thì là có vấn đề, nên phát nguyện như vậy. Thì ngoài ra thì nên gieo cái, tạo thêm cái phúc duyên nữa, đó là phóng sinh vào những ngày chay. Tháng thì khoảng độ, nếu có điều kiện thì 10 ngày chay, không thì 6 ngày chay, hoặc là 2 ngày đại chay, tức là 15 và mùng 1 cũng được. Đó, trong 2 tháng 2 ngày đó là ngày đại chay thì nên phóng sinh một chút, thành tâm thôi. Kinh tế nó có nhiều thì mình phóng sinh nhiều, không có nhiều thì thành tâm. Một vài chục nghìn cũng được, 100, 200 nghìn cũng được, không cứ là phải là nhiều. Nếu như mình không có kinh tế thì cơ bản là xuất phát từ cái tâm thành. Đó, cơ bản tâm thành. Khi tụng kinh nên thỉnh một cái ảnh Phật Bồ Tát, thỉnh một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là cái tượng Phật Bồ Tát nhỏ nhỏ cũng được, để lên. Có ban thờ Phật thì đến ban thờ Phật thì tốt, không thì ban thờ thần linh gia tiên nhà mình và phát nguyện đọc tụng 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày đó. Lễ lạc thì thành tâm thôi, hoa quả thì thành tâm, héo thì mình lại thay. Cái cơ bản là mỗi ngày phải múc lấy 7 chén nước, múc lấy 7 chén nước. Rồi sau đó thì cứ đến hôm sau tụng hết 3 thời kinh thượng trung hạ thì đến sáng sớm sau mình lại thay 7 chén nước mới. Một chén ở giữa thì đem vẩy hết đất cát nhà cửa của mình, còn 6 chén còn lại có thể 3 chén cho người, tất cả người trong nhà nhà mình uống, hoặc mình uống, bản thân mình uống thì tốt, rất tốt. Còn 3 chén còn lại thì nên nhon lại khoảng độ tầm, nếu tụng 21 ngày thì để hết 21 ngày đó thì bắt đầu mình đem cái nước đó ra ngoài mộ, mình rảy ngoài mộ thì tốt. Nếu mà ở gần gần thì cứ 7 ngày mình ra, mình dồn nước 7 ngày mình ra, mình vẩy một lần ở ngoài mộ cho mát mẻ. Cho mát mẻ. Nếu bằng không thì ở xa thì hết 21 ngày mình mới ra vẩy. Đấy, cũng được.
Đó. Hoặc là hết 49 ngày ra vậy cũng được, khoảng 100 ngày ra vậy cũng được. Nhưng tốt nhất thì ở gần gần được thì 7 ngày, hết 7 ngày thì mình là nhoan ra vào một cái chai La Vi hay là một cái cốc cái ca nào đó, hết 7 ngày thì mình lại ra mình vẩy một lần. Đó, thì như vậy thì cũng rất tốt cho cái hương linh đó, nếu như hương linh đó chưa được siêu thoát. Nếu được siêu thoát rồi ấy, thì trong kinh Phật nói là được siêu thăng cảnh giới thì càng tốt. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, con chào thầy ạ. Con rất thích không khí và tri thức về Phật giáo. Con rất thích không khí và tri thức về Phật giáo. Và một lần đến chùa, con đều không bận tâm hay suy nghĩ gì, nên con muốn hỏi thầy ba chấm. Bây giờ con muốn xuất gia thì cần những gì ạ? Ba chấm. Trang bị thế nào cho đủ và đúng nhất ạ? Sơn Tây ngày 24 tháng 9 năm 2017. Bạn nói rằng có một bạn nói rằng rất thích không khí và tri thức về Phật giáo. Không khí ở đây tức là chắc là cảnh quan của chùa, thích ở trong một cái bầu không khí thoáng đãng yên tĩnh, không gian trong không gian một ngôi chùa, và rất thích để nghiên cứu về tri thức của Phật giáo. Bạn này nói rằng mỗi lần đến chùa thì đều đều tâm đều không có bận tâm hay là suy nghĩ những cái điều gì, và bây giờ nói là hỏi là bây giờ muốn xuất gia thì phải cần những gì, cần những gì, muốn xuất gia cần những gì, cần cái tâm chân thành, cần cái tâm gì kiên cố. Đầu tiên là tâm chân thành đối với việc gì, việc xuất gia học Phật của mình. Người xuất gia ngày xưa các tổ nói gì, là không phải một người bình thường có thể làm được. Trong kinh Đức Phật nói á, dấu ở ngoài xa trường thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình, thắng mình là tối thắng. Nghĩa là sao? Nghĩa là một vị tướng tài ở ngoài xa trường, tức là ngoài gì, ngoài chiến địa tung hoành dọc ngang, tay gươm tay giáo, tay súng tay côn vân vân, có thể giết gì hàng ngàn ngàn quân giặc. Nhưng mà khi thắng giặc rồi á, vị tướng tài đó tự thắng mình, tự chiến thắng cái bản ngã của mình, tự chiến thắng cái gì, cái tâm kiêu căng ngã mạn của mình, tự chiến thắng cái tâm dục vọng lẫy lừng của mình, tự chiến thắng cái tâm gì mong muốn quốc gia xã tắc đền đáp cái công lao đánh giặc của mình, vân vân và vân vân đó. Đấy mà là điều quan trọng. Chúng ta xem phim, bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa, chúng ta thấy là một vị đại tướng quân nào rất giỏi mà giết chết cả một vị vua, một vị tướng tài phía bên kia, đó là ai? Hán Hàn Tín. Hán Hàn Tín. Hán Hàn Tín là một tướng tài. Chính vì ông quá tài, quá giỏi, cho nên cái lòng kiêu căng ngã mạn của ông cũng quá lớn sau khi thắng giặc. Chính vì vậy cho nên á, đi đến đâu cũng không có người dám sử dụng ông ấy một cách là tuyệt đối. Chính vì vậy ông nhận thấy là người ta không sử dụng mình một cách tuyệt đối, vì vậy mà ông mới khởi tâm gì? Khởi tâm cũng muốn tạo phản. Cho nên á, chúng ta thấy rằng ở ngoài xa trường thắng ngàn ngàn quân giặc đó, nhưng mà tự thắng mình, thắng bản ngã của mình, thắng chiến công của mình, và thậm chí thắng cái dục vọng của mình là khó vô cùng. Đức Phật nói cái hạng đó, hạng người đó ở thế gian đó thì rất tốt, cũng tốt, rất tốt. Nhưng mà Đức Phật nói rằng tự thắng mình mới là gì? Là bậc tối thắng. Thắng mình nghĩa là sao?
nghĩa là chiến thắng những bản ngã, những dục vọng tham sân si ở sâu thẳm ở trong gì, trong tàng thức a lại ra của mình, chiến thắng những danh vọng, những tiền tài, của cái lợi lộc vân vân đó xung quanh mình, mình đối trước nó mà không bị nó làm lay động cái tâm chân thật của mình, đó mới là quý. Cho nên á, ở đây bạn hỏi rằng á, muốn người bạn muốn xuất gia, bây giờ muốn xuất gia thì cần những gì? Cho nên chúng tôi nói cần đầu tiên là cái tâm chân thành nơi bạn. Bạn phải phát được cái tâm chân thành, thứ nhất là phải gì? Là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai mà xuất gia thì mới thành gì? Thì mới thành tựu và mới có cái động lực và mới thành tựu cái sự nghiệp xuất gia của mình. Còn xuất gia, tuy thân xuất gia mà tâm không xuất gia, nghĩa là sao? Thân thì cạo tóc, mặc áo theo hình tướng của đệ tử Phật, mà tâm thì suốt ngày tham lam sân hận, suốt ngày nghĩ ngợi đến những điều tà vọng, xấu xa, tham sân si không trừ, mạn nghi ác kiến không tiêu, dục vọng thì lẫy lừng, ăn thịt uống rượu, nói càn nói quấy, không một tội ác gì là không dám làm, thì xuất gia như thế. Thà rằng ở nhà mình làm một cư sĩ, là một Phật tử, mình tự làm lấy mà ăn. Làm nữ thì mình lập gia đình cho yên bề gia thất, làm chọn cái bổn phận người làm vợ, rồi người làm mẹ. Và chúng ta nếu tiến tới chúng ta mộ Phật thì chúng ta quy Tam Bảo, làm chọn cái trách nhiệm và nghĩa vụ của một người Phật tử tại gia, nhất tâm tụng kinh niệm Phật, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Đức Phật nói công đức cũng vô lượng, nếu mà tu theo pháp môn tịnh độ, tín tâm niệm Phật cũng có thể đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn nếu là nam á, lấy vợ sinh con, báo đáp tổ tiên, phụng dưỡng cha mẹ, tín kính Tam Bảo, làm các việc lành, thì đó cũng là cái việc tạo phúc. Thậm chí là có thể nếu chúng ta có sức khỏe, có ý chí, có thể là gì? Tham gia nhập ngũ, bảo vệ tổ quốc, giữ yên bờ cõi cho gì? Cho giang sơn đất nước của chúng ta được thái bình thịnh trị bền lâu, cũng là góp gì? Góp một phần công sức nhỏ bé vào của mình ấy, vào cái sự nghiệp lớn lao của đất nước, của tổ quốc vậy. Công đức cũng vô lượng vậy. Cho nên nếu không vì tâm chân thành mà xuất gia, thì thà rằng ta ở nhà, ta làm tròn cái trách nhiệm nghĩa vụ của người gì? Người con của bố mẹ, người cháu của ông bà, người chắt của tổ tiên mình ấy, còn hơn làm tròn trách nhiệm với gì? Với vợ hoặc với chồng của mình, và làm tròn trách nhiệm của mình ấy, với quốc gia, dân tộc, đất nước, tròn cái trách nhiệm nghĩa vụ của một công dân đối với dân tộc của đất nước ấy, thì còn hơn là xuất gia mà không xác định của mình, không xác định được cái tâm xuất gia chân thành của mình ấy, thì thà rằng ở nhà còn hơn. Còn bạn hỏi trang bị như thế nào cho đủ và đúng nhất? Chỉ cần tâm chân thành và là đủ. Và đúng nhất á, là sao? Cần thêm một, ngoài tâm chân thành là đủ đó, thì để đúng nhất á, là phải giữ được cái tâm chân thành đó bền lâu, không bao giờ thoái chuyển. Người đã phát nguyện xuất gia theo Phật là đệ tử gì? Của Đức Phật, tức là làm sứ giả của Đức Như Lai, đem chính pháp của Đức Như Lai á, để quảng khai phương tiện rộng độ chúng sinh, mong phá mê khai ngộ, dẫn dắt cho chúng sinh á, từ chỗ ác tà đi về chỗ gì? Thuần tịnh, thuần thiện, khiến cho họ từ cái chỗ gì? Kẻ ngu si nay á, được khai mở trí tuệ, tu hành dần dần đều được giải thoát như chư Bồ Tát, chư Phật á, thì công đức vô lượng. Giữ chọn một cái niềm tin đó, phát lòng chân thành và giữ chọn được cái niềm tin vào lòng chân thành, xuất ra như vậy thì bạn có thể, khi bạn cảm thấy đầy đủ, có thể thưa với cha mẹ và xách ba lô trống không lên mà đi thôi. Vì từ sân Tây vào đây chỉ cần một ba lô trống không thôi, chứ chả cần bạn mang theo tiền tài của cải vàng bạc gì cả. Một cái ba lô trống không thôi là được. Vì từ đó vào đây bạn cái gì? Có thể thay ngay bộ quần áo trắng tinh,
bằng bộ quần áo nâu sòng đạm bạc, bắt đầu tập sự ngay cuộc sống của người xuất gia, sống vì mọi người chứ không phải sống vì mình. Người xuất gia chân thành là phải sống vì mọi người chứ không phải sống vì mình. Đức Phật nói người xuất gia chân thành là lấy niềm vui của người là niềm vui của mình, lấy nỗi đau của người là niềm đau của mình. Đó. Ở chùa nào tôi không biết là họ xuất gia như thế nào, mục đích của họ ra sao, nhưng đến nếu đến với ngôi chùa Khai Nguyên này thì mục đích xuất gia là phải lấy niềm vui của người là niềm vui của mình, lấy niềm vui của tất cả chúng sinh là niềm vui của mình. Tức là sao? Là chúng ta phải sống gì? Cống hiến cho đạo và cho đời. Chúng ta còn một chút sức lực, chúng ta vẫn còn cống hiến, chúng ta vẫn còn có thể gì? Giơ cái tay lên để nhặt một gì? Một cái lá để cho ngôi chùa nó sạch sẽ phong quang, cho tín đồ Phật tử thập phương họ đến thì đến lễ vãng cảnh chùa, họ lễ Phật, họ thấy là à, cái ngôi chùa này trang nghiêm thanh tịnh thế, và họ khởi được tâm Bồ đề. Đó, chúng ta còn cái sức để gì? Lấy tay nhặt một cái lá, chúng ta cũng không tử nan, liền lấy hết sức mình nhặt một cái lá, khiến cho gì? Một ai đó tới chùa thấy cảnh đẹp phong quang sạch sẽ mát mẻ thanh tịnh, họ phát tâm Bồ đề. Đấy gọi là lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình, và lấy nỗi đau của chúng sinh là gì? Là nỗi đau của mình. Người xuất gia chân thành ở ngôi chùa này á, phải lấy nỗi đau của tất cả chúng sinh là nỗi đau của mình. Thấy chúng sinh đau khổ, chúng ta khởi cái lâm tâm đại bi thương xót để mà tu hành tinh tiến, nguyện mau sớm được thành Phật, thành Bồ Tát, sớm được giải thoát giác ngộ, để có đầy đủ thần lực, có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ công đức, đầy đủ thần thông để cứu vớt chúng sinh khổ đau ấy, sớm thoát khỏi biển khổ. Đó gọi là lấy nỗi đau của chúng sinh là nỗi đau của mình, chứ không được bàng quang trước nỗi đau của chúng sinh, không được cười, không được vui vẻ trên nỗi đau của chúng sinh. Đó. Cho nên bạn làm được như thế thì hãy xách ba lô lên mà đi. Cái ba lô đấy chỉ cần cái ba lô không thôi, tưởng tượng thôi, hay là chỉ cần gì, một bộ quần áo trên thân thể mà bạn đi thôi. Đó. Chứ không cần phải mang cái gì, hành trang của chúng ta bên ngoài không cần, cần cái hành trang đại nguyện ở bên trong. Tức là đại nguyện, tức là cái tâm chân thành và bền lâu đó, ở bên trong đó, không bao giờ lui sụt, dẫu cho gì, khó khăn đến đâu, dẫu cho khổ sở đến đâu, dẫu cho có thịt nát xương tan, chúng ta cũng gì, cũng hoan hỷ, cống hiến gì, cho đạo pháp và cho dân tộc. Các vị đừng có nghĩ rằng người xuất gia không làm lợi ích gì cho dân tộc, cho đất nước, cho dòng họ, cho gia đình nhé, lầm. Đức Phật vì xuất gia tu hành thành Phật, cho nên Ngài không chỉ làm lợi ích cho dân tộc của Ngài, đất nước Ca Tỳ La Vệ của Ngài, mà Ngài còn đem lại lợi ích cho gì? Cho rất rất nhiều những chúng sinh đau khổ ở trên thế giới này được thoát lên sinh tử, làm lợi ích cho rất nhiều những bậc gì? Tri thức, những tầng lớp thượng lưu ở trong cuộc đời này, tầng lớp tri thức thượng lưu vân vân đó, thì họ có cái nhìn và cách làm của họ đem lại lợi ích cũng rất lớn lao cho gì? Cho thế giới này. Đó. Một ông vua là tầng lớp gì? Thượng lưu. Tin Phật, nghe lời Phật dạy, họ lấy đức hạnh để trị dân, lấy đức độ để trị dân đó, thì dân sẽ an, dân sẽ được an cư lạc nghiệp, nhà nhà sẽ hạnh phúc, người người sẽ hạnh phúc. Đó là gì? Cái phúc của một vị vua, do học hiểu Phật, đem lời dạy của Đức Phật áp dụng vào cuộc sống đời thường ở trong gì, trong việc cai trị đất nước của mình vậy. Hoặc là một vị nguyên thủ quốc gia, khi hiểu được lời Phật, đem cái tư tưởng từ bi bình đẳng, vị tha vô ngã của Đức Phật vào áp dụng vào trong đời sống chính trị, điều hành đất nước của mình, đem lại cái lợi ích gì cho quốc gia, cho dân tộc mình, thì đó là cái phúc của muôn dân, có được một vị vua tốt, có được một vị gì, một nhà chức sắc, một nhà chính trị cấp cao tốt vậy, một nhà nguyên thủ quốc gia tốt vậy. Đó. Cho nên đừng có nghĩ rằng người xuất gia là gì? Là bất hiếu. Các bạn đừng có nghĩ rằng xuất gia là bất hiếu, không hầu hạ cha mẹ,
khi ốm đau, không hương khói, tế tự cha mẹ gì khi chết, không ở bên cạnh linh cứu của cha mẹ gì khi chết đó, đó là bất hiếu. Đức Phật nói cái người con bất hiếu nhất ở trên đời này đó chính là người con gì không giúp được cho cha mẹ hiểu thế nào là chính pháp. Còn Đức Phật nói dẫu cho hiếu thảo ở trên cuộc đời này á, vai trái cõng cha, vai phải gác mẹ, cõng vác mẹ, cha mẹ muốn đi đâu con liền đem cha mẹ tới đó. Mùa đông á thì cho ấm, mùa hè thì cho mát, đói thì cho ăn, khát thì cho uống. Ngày ngày giờ giờ tháng tháng năm năm làm cho cha mẹ vui, lúc nào trên miệng cha mẹ cũng nở nụ cười, không để cho cha mẹ buồn dù là chỉ một giây lát. Đức Phật nói so với cái chữ hiếu của thế gian thì đó gọi là người con rất hiếu thảo. Nhưng Đức Phật nói so đem so cái sự hiếu thảo đó với đứa con gì, đứa con xuất thế gian, tức là người con mà biết học Phật, biết tu Phật, đặc biệt là biết xuất gia đầu Phật mà tu hành chân chính, cảm hóa được bố mẹ người thân, biết tín Phật, biết quy Tam Bảo, biết niệm Phật và biết tụng kinh, biết làm thiện, biết phóng sinh, tu phúc bố thí cúng dường vân vân, đặc biệt là khuyên bố mẹ biết tụng kinh niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cha mẹ khi xả bỏ báo thân được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, một đời tu hành xuất ly sinh tử, vĩnh viễn xa rời biển nghiệp khổ đau, thẳng chứng viên mãn vô thượng Bồ Đề, thì Đức Phật nói cái đó là những đứa con gì, đứa con đó là đứa con trí hiếu, tức là gì? Hiếu thảo đến cái nỗi gì, đến cái mức độ là tột cùng vậy, không có một cái hiếu nào có thể vượt hơn cái hiếu đó. Giống như trong kinh Địa Tạng, Đức Phật vì sao mà đặc biệt tán dương khen ngợi công đức vô lượng vô biên của Bồ Tát Địa Tạng? Chính vì Địa Tạng Bồ Tát là đứa con trí hiếu vậy. Tình thương lo tri ân báo ân cha mẹ của Bồ Tát Địa Tạng trên thế gian này chúng ta đều phải nói theo, học theo cái cách gì báo hiếu, cái trí hiếu của Bồ Tát Địa Tạng để mà noi theo, để mà tu tập noi theo, để mà thực hành làm được như thế thì dần dần chúng ta sẽ cảm hóa được người thân của chúng xung quanh, chúng ta sẽ cảm hóa được cha mẹ, ông bà, họ hàng, cô bác, gia đình chúng ta. Họ sẽ dần dần họ sẽ hiểu thế nào là xuất gia có lợi ích gì. Và trước đây có thể họ phỉ báng, trước đây có thể họ không bằng lòng cho con cái, cháu chắt họ trong gia đình, trong dòng họ mình xuất gia. Nhưng mà khi chúng ta tu tập được, dần dần chúng ta cảm hóa được. Đó. Ở trong chùa thì các đệ tử của thầy bây giờ thì chiếm đến 80% cảm hóa được cha mẹ tin Phật và lễ Phật hàng ngày, chiếm được khoảng độ tầm 3-40% cảm hóa cho cha mẹ gì biết ăn chay mỗi tháng ít nhất cũng được vài ngày rồi, và cảm hóa được khoảng độ 10-15-20% là gì? Cha mẹ phát nguyện ăn chay trường, thờ Phật tại nhà, ăn chay trường, tụng kinh niệm Phật. Mặc dù trước đây khi đứa con xin đi tu, cha mẹ nhất định phản đối. Cha mẹ nghĩ rằng gì, đi tu như vậy cái thứ nhất là làm mang tiếng đến gia đình, là mang tiếng đến dòng họ, sinh con ra mà không nuôi được con, không dạy được con khôn lớn, mà để cho con gì nó phải vào cửa chùa ăn mày rồi ăn mày Phật, sống đỡ qua ngày, nhục lắm. Chẳng có một cái nỗi nhục bằng cái nỗi nhục gì cho con gì đi vào chùa xuất gia ăn mày Phật sống đỡ qua ngày. Thế họ nghĩ như thế. Nói chẳng ai mà xa ngày xưa khi thầy mới xuất gia thì vậy, cha mẹ họ hàng của thầy cũng nghĩ như thế. Thậm chí cả các bác, ông bác, cả tức là anh mẹ của thầy ấy, còn từ mặt mẹ thầy, cấm không cho bước vào cửa, phải đến gì, đến hơn một năm trời, cấm em gái mình không cho bước gì, bước qua cửa nhà, vào cửa nhà
nhà mình nhỉ? Vì là sợ là nhục lây. Nhục lây làm sao? Tức là cô sinh con ra, cô không dạy được con cô để cho nó thất tình lục dục mà đi tu, để cho dân làng khinh bỉ cả cái gì, không chỉ nhà cô mà khinh bỉ cả cái dòng họ này, tòi ra một cái đứa con, đứa cháu bất hiếu như thế. Con trai lớn không lấy vợ, con gái lớn không gả chồng. Tức là khoảng 2 năm sau khi thầy đi tu thì em gái út lại xin đi tu nốt. Cho nên ông càng bực nữa, bảo là con trai lớn không lấy vợ, con gái lớn không gả chồng, mà là gì? Để cho nó thất tình lục dục, vào cửa chùa để sống đỡ qua ngày. Nhục lắm. Cho nên cấm mẹ thầy bước chân vào gia đình, vào cửa nhà ông gì, ông bác. Vậy nhưng mà chúng ta thấy 4-5 năm sau, cái sự tu hành của thầy chưa thành tựu đâu, mới chỉ là khởi sắc một chút, từ chỗ chú tiểu lên gì thọ đại giới và được đi học đi hành, đi về mình dùng gì? Dùng giáo lý của Đức Phật, dùng tâm chân thành để cảm hóa, cho đến bây giờ cả dòng họ nội họ ngoại ai ai gì cũng kính ngưỡng Phật pháp, ai ai cũng nói rằng gì, ai ai bây giờ, ngày xưa thì chỉ trích mẹ của thầy bao nhiêu, thì bây giờ ai ai cũng gì cũng nói là gì, sinh được đứa con như thế mới đáng sinh. Đấy, trong xã hội chúng ta thế. Người ta cái sự nhìn nhận của người đời có thể thay đổi theo năm tháng và theo gì, theo cái sự tu tập và cảm hóa họ của chúng ta. Cho nên thầy khuyên bạn này, nếu mà đời của mình để trên thì báo đáp Phật ân, dưới thì vì hạnh nguyện cứu độ chúng sinh á, chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều, cứ xách ba lô. Một câu hỏi nữa hỏi rằng: con Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy cho con hỏi. Con có theo một ông thầy đồng 20 năm rồi, thầy đồng đấy có cho nhà con 18 lá bùa dán ở các góc nhà và ở cửa đi. Từ tháng 2 con đã có duyên về chùa và con đã được thầy quy y Tam Bảo rồi. Con muốn treo ảnh Địa Tạng để hàng ngày tụng kinh, được chiêm ngưỡng tranh ảnh của ngài. Nhưng ban thờ nhà con có treo hai cái dấu, một cái màu đỏ, một cái màu vàng ở giữa ban thờ. Như thế con treo ảnh Phật được không ạ? Con xin thầy chỉ bảo cho con phải làm như thế nào cho đúng ạ? Ở đây chắc hai cái dấu của một cái dấu chấn trạch. Dấu chấn trạch thì thường có cái hình bát quái và một vài cái chữ nho viết loằng ngoằng trên đó. Hoặc rằng có một loại dấu chấn trạch trên đây vẽ con hổ và hình bát quái, hoặc không có hình bát quái mà có một số những cái chữ nho viết loằng ngoằng trên đó nữa, thì đó gọi, cái đó gọi là bùa chấn trạch. Thì cái đó thì cứ qua 100 ngày thì cái công năng của nó thì cũng không còn mấy nữa, đặc biệt qua một năm thì nó hết rồi, nó chỉ còn cái tờ giấy không thôi. Công năng của nó thì, hoặc cái bùa thì tùy theo, phải xem xét. Nếu mà cái bùa mà ngày xưa mà nhà Phật tử này á, nhà vị này mà nhờ những ông thầy phù thủy đến để chấn yểm dùng bùa dùng chú này chứ, thì cái này trước khi mà dỡ cái bùa này thì cũng phải có thời gian. Chúng ta tu tụng kinh, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng ít nhất 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày đó, thì khi đó chúng ta mới dỡ cái bùa đó xuống. Còn bây giờ Phật tử nói muốn treo ảnh Địa Tạng thì chúng ta, nếu mà trên cao còn thì chúng ta treo lên trên cao được, sau khi đủ 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày chúng ta tụng kinh Địa Tạng xong, lấy công đức để hồi hướng, sau đó chúng ta dỡ bùa thì chúng ta mới treo xuống cho vào cái chỗ cho trang nghiệm được. Còn nếu mà bây giờ mà chưa có chỗ để treo thì chúng ta cứ tụng kinh như thế trước đã cũng được, sau đó thì mới treo lên. Nhưng mà treo ảnh Địa Tạng là không được treo thấp hơn cái bùa, mà phải treo cao lên hơn. Một bạn nữa có câu hỏi như thế này: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, từ bi hoan hỷ cho gia đình con được hỏi những khúc mắc chưa thể giải đáp được ạ. Bạch thầy cho con hỏi là vong linh trẻ con 6 tuổi trong vòng 49 ngày gia đình cúng chay, nhưng vong linh về nói là chưa quen ăn chay và bị đói, xin bố mẹ cho cúng mặn một hoặc hai bữa, hoặc một mâm mặn một mâm chay, khi nào thích ăn gì thì ăn món đó. Vong linh có nói những ngày lên chùa với bố mẹ và người thân và những ngày cuối tuần thì vong linh sẽ ăn chay, còn về nhà thỉnh thoảng vong linh được ăn mặn.
Bạch Thầy, bố thí cho con được biết cách nào để hợp lý với vong linh 6 tuổi này ạ. Thì cái này có hai trường hợp xảy ra. Một á, trường hợp xảy ra thì là có thể cái vong linh 6 tuổi này mất mà chưa được đi thoát hóa đầu thai vì gì? Vì phúc chưa đủ. Hai, có thể xảy ra đối với cái vong linh này, đó là tội cũng chưa quá lớn để đọa lạc vào trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cho nên thần thức vẫn còn phảng phất ở dưới này, dưới quái âm, tức là quái địa phủ đó. Thì có thể vẫn có thể về thì nói với người thân được, cũng giống như bình thường khi cái tập khí của họ, mà tập khí lúc còn sống họ chưa ăn chay được thì có thể gì, họ vẫn không ăn chay được và họ vẫn muốn gì, vẫn quen là ăn thịt, uống huyết của chúng sinh á. Thì cho nên là khi chết rồi thì vẫn cái thói nào tật đấy. Thì cái trường hợp này nếu mà như vậy á, thì cái nghiệp báo rất khó được đi thoát hóa đầu thai về cảnh giới an lạc. Mà thậm chí thì hết 49 ngày có khi đọa tụt xuống vào trong đường súc sinh, rất dễ làm súc sinh. Nếu như đây thực sự là vong em bé 6 tuổi thì rất dễ bị đọa vào làm súc sinh. Nếu mà Phật tử, vợ chồng mà gì không khuyên được em ấy, bỏ cái tập khí ác, thích ăn thịt chúng sinh ấy, mới nuốt được á, thì hết 49 ngày gần như chắc chắn linh hồn này sẽ đọa làm súc sinh để trả mạng cho gì, để thường mạng cho cái tập khí thích sát sinh hại vật, ăn thịt chúng sinh ở đời trước kiếp trước của mình. Đây là đời trước kiếp trước nữa cơ, chứ không phải ngay cái đời 6 tuổi này đâu. Sinh ra vì sao mà yểu mạng? Phật nói gì, sát sinh hại vật sẽ bị yểu mạng, cho nên mới có 6 tuổi đã gì, đã mất. Mới 6 tuổi đã mất. Như vậy là mạng yếu do đâu? Do nghiệp sát sinh ở đời trước để lại vậy. Do nghiệp thích ăn thịt, uống huyết của chúng sinh gì ở kiếp trước để lại vậy. Nó di chứng của nó gì, quả báo rồi đem lại như vậy. Nay không biết ăn năn chửa bỏ lại làm ma rồi vẫn còn thích gì, ăn thịt uống huyết chúng sinh á, thì chắc chắn, gần như chắc chắn, thầy khẳng định nếu mà trường hợp này là cái vong của em bé 6 tuổi này, gần như chắc chắn sau 49 ngày sẽ đọa làm kiếp súc sinh, làm thân gì, bò lợn, chó lừa để cho gì, để cho người ta giết hại, ăn thịt, tức là trả cái nợ thường mạng, sát sinh về kiếp trước vậy. Còn cũng có thể có một trường hợp nữa, đó là gì, quỷ thần đóng giả gì, đóng giả vong linh em bé này. Có thể vong linh em bé này nếu mà có phúc thì có thể sau khi mất nó sinh ra để nó gì, để nó trả nợ, thì nó sinh ra đến 6 tuổi, hoặc là sinh ra để nó gì, nó đúng rồi, sinh ra để trả nợ, hoặc sinh ra để báo ân báo oán vân vân gì đó, thì nó đến đó thì nó hết nó đi, có thể nó về quái lành rồi. Hoặc là gì, nếu mà nó sinh vào để sinh ra vào gia đình nhà mình để báo oán, nó làm 6 tuổi xong xong một cái nó mất để cho mình vô lượng những sự khổ đau á, thì coi sau khi mất đi nó lại tiếp tục bạo đọa trong ba đường ác, vì là ác nghiệp nó chưa dứt. Thì cho nên nó quỷ thần nó biết được cái việc đó, nó đóng đến để đóng thế, đóng giả để nó kiếm ăn. Mà quỷ thần nó thì thường gì, quỷ thần ác thì không thích ăn chay, ác quỷ thần lại không thích ăn chay. Cho nên nay mình thì mình lên chùa hoặc ở nhà mình đem cúng chay, nó bảo cúng chay không quen, nó không ăn được, mà nó đòi gì cúng mặn, và thậm chí nó đòi gì cúng cả chay cả mặn, nó thích ăn cái gì thì nó ăn. Đây có thể mắc vào cái mưu của quỷ thần. Có mưu quỷ thần, tức là quỷ thần mượn danh người nhà, người thân của mình á, để về để đòi ăn. Như cái bài giảng hôm đầu tiên thầy nói có một trường hợp trong quê thầy á, nó bảo là vong linh của gia tiên nó về mỗi ngày để đòi ăn con gà. Mỗi ngày giết con gà, mà giết đến mấy tháng như thế thì biết bao nhiêu là con gà rồi. Mà nhà thì nhà ở nông thôn thì nuôi giỏi lắm thì được 5-10 con gà. Nhưng mà giết đến mấy chục con gà rồi mà gì, nó vẫn còn đòi ăn. Ngày nào nó cũng đòi ăn, nào rượu, nào thịt gà, ngày nào cũng như thế. Ăn đến hết rồi, đi mua về, đi xin rồi họ hàng về để làm cho nó ăn, nó vẫn không ra cho. Thế họ hàng với có người thân mách gia đình ra đây thì thầy biết được, thầy cho một sư ông về nhà lễ cho một cái, thì thầy đoán cái này chắc chắn là quỷ, chắc chắn là ma quỷ mượn xác người thân để giả danh người nhà để kiếm ăn, cho các sư về làm lễ, cho lễ xong mấy hôm sau là khỏi, từ đó cho đến nay có sao nữa đâu đó. Cho nên đấy gọi là quỷ thần trường hợp. Cũng có thể một trường hợp thứ hai là quỷ thần giả danh cái vong linh của em bé 6 tuổi này, cho gia đình phải tỉnh táo. Gia đình tỉnh táo, thứ nhất là gì, nhất định không cúng chay, do cho dù đó là gì, là con, xin lỗi, nhất định không cúng mặn, nhất định không sát sinh hại vật, thậm chí không ra chợ mua đồ để về để cúng nữa, nhất định cúng chay. Nếu thực sự là gì,
là con mình thì khuyên con là hai phát bồ đề tâm, hãy nghe theo lời Phật dạy, khởi lòng từ bi mà gì mà ăn chay, tụng kinh niệm Phật theo mẹ, theo bố mẹ để tụng kinh niệm Phật để được gì Phật độ cho, được sinh sớm sinh về cõi lành, không có thì khổ lắm. Nếu thực sự nó là con mình nó sẽ nghe theo, còn nó không phải là con mình nó sẽ không nghe theo. Nó là quỷ thì gì? Nó tìm mọi cách để nó lừa mình, nó bảo mẹ thương con mà, bố mẹ thương con cho con ăn chay mấy, cho con ăn mặn mấy hôm nữa thôi, ăn chay con không chịu được thế này thế khác. À, mình càng nghĩ như vậy, mình càng thương và càng làm cho nó ăn đó, thì nó càng nương vào cái lòng từ bi của mình để nó làm ác. Như vậy cả hai bên đều có tội, mình cũng có tội, quỷ thần cũng có tội, mà gì con mình gì cũng tổn phước. Cho nên thầy khuyên là cái trường hợp này đừng có tin vào cái việc đó, mà hãy cứ nhất tâm một lòng tin lời Phật dạy. Trong kinh Địa Tạng nói là con người ta sau khi chết, nếu mà đem gì, đem giết hại gì sinh linh để tế bái quỷ thần, không chỉ không có phúc mà gì người đó còn có gì, còn đem tội đến cho vong linh nghỉ mất. Học Phật là phải tin vào lời Phật, đừng có tin vào lời ma quỷ, lời đồng bóng bói toán. Chúng ta chỉ có tạo thêm phiền não và chuốc thêm gì họa vào thân mà thôi. Phật tử hỏi là bạch thầy cho con hỏi, mẹ con có lúc cười lúc khóc vào buổi tối, nói thổi cơm với đi chơi hoặc là trả hết cho chúng bay, những lúc như thế con thường niệm Phật nhưng không được thầy ạ. Mẹ con trước kia làm nghề bắt cua hay mẹ con trước kia làm nghề bắt cua giờ yếu không đi bắt được nữa. Mẹ con thường ra chợ mua cá chép về hầm tương cho khô rồi ăn. Có lúc tự mình thịt cá nhưng có lúc nhờ người bán làm hộ. Con xin thầy chỉ cho con cách giúp mẹ con với A Di Đà Phật. Cái này nguy rồi. Gọi là đại hạn đến nơi rồi mà vẫn chưa tỉnh. Cái này là lặp lại trường hợp, là lặp lại bà Thanh Đề. Làm lại trường hợp giống như bà Thanh Đề mẹ của tôn giả Mục Kiền Liên, hoặc là lặp lại cái trường hợp giống như là mẹ của Bồ Tát Địa Tạng khi Bồ Tát Địa Tạng bắt đầu chuẩn bị phát Bồ Đề Tâm vậy. Đó, cũng thích ăn những gì, làm những việc ác, ăn thịt chúng sinh. Trước đây Phật tử kể là trước đây mẹ thường hay đi bắt cua, giờ yếu không đi được nữa nhưng thường hay ra chợ để mua cá chép về để hầm tương để ăn, có những lúc tự thịt, có những lúc bảo người bán họ thịt sẵn nó về làm như vậy. Đây là cái thói quen tập khí, cho nên cứ vào lúc buổi tối là thì thường hay nói là Phật tử này nói vào buổi tối thì nói thổi cơm đi, rồi nói là trả hết cho chúng bay, những trả hết cho chúng bay, cứ vào thổi cơm đi trả hết cho chúng bay, vân vân. Những cái này là bắt đầu cái nghiệp báo, nhân quả nghiệp báo xấu ác bắt đầu chuẩn bị rồi. Đó. Cái trường hợp này nếu không dừng lại thì chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi là có thể là ốm đau bệnh tật liền dược liệt giường liệt chiếu. Trong kinh Địa Tạng nó là muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong, có nghĩa là hành hạ cho gì tội, thân còn sống mà tâm khổ như ở trong đọa trong địa ngục rồi. Những trường hợp như thế là sau khi chết đi một cái là kinh Phật nói là đọa vào địa ngục còn nhanh hơn là tên bắn. Đó nên cái Phật tử này nên đọc kinh Địa Tạng hoặc lấy những cái băng giảng kinh Địa Tạng của các quý thầy và cho mẹ nghe. Mẹ chưa nghe được nhiều thì cho những đoạn nào mà phù hợp với cái hoàn cảnh gia đình nhà mình và đặc biệt là của mẹ của mình cho mẹ nghe. Và khuyên mẹ, nhẹ nhàng khuyên mẹ, càng như thế càng gần bên mẹ hơn. Để khuyên mẹ để xem mẹ có phản tỉnh được không, ở ngay đời này kiếp này không thì còn cơ hội cứu, bằng không thì chỉ có bằng cách là sau này đi vào trong đó khổ cực đến tột cùng thì lúc đó thì mới nhớ khổ địa ngục, mới phát Bồ Đề Tâm mới có thể hướng thiện được. Thì cái này thì còn phải xem cái nhân duyên của bà cụ với Phật Pháp như thế nào đó. Nhưng mà Phật tử cũng nên bằng cái đạo hiếu của người làm con, hãy cố gắng để mà gần gũi bên mẹ và tìm đủ mọi cách, mọi phương tiện thiện xảo nhất, tốt đẹp nhất của Phật giáo, để của Phật Pháp để khuyên bà cụ, khuyên mẹ mình được ngay đời này là cái tốt nhất. Bằng không thì cũng phải chịu đành cho bà cụ phải vào đó
chịu cái sự đánh đập tra khảo của Ngưu Đầu Ngục Tốt Diêm La thì khi đó thì người ta mới tỉnh. Đấy, giống như kẻ trộm cắp ở thế gian ấy. Còn đang nó còn đang 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 ở ngoài vòng pháp luật ấy. Nó chưa bị sờ gáy, chưa bị bắt ấy. Thì nó cứ nghĩ rằng thì nó tự do tự tại, chẳng phải làm mà vẫn có tiền tiêu, chỉ cần đi vạch qua một đám đông thôi, móc túi được vài cái ví, một cái là gì? Ăn vài ngày chưa hết. À, cuộc sống như vậy là gì? Thanh thản nhàn nhã, cháu hay làm cái gì. Nhưng một ngày nào đó nó vừa thò tay ra nó móc túi người ta thì dính ngay gì vào mấy chú an ninh ấy, hoặc mấy cô an ninh ấy, thì nó chết luôn. Vừa thò tay ra một cái còng số 8 đã bập vào rồi, và lúc đó nó có ăn năn hối hận chẳng kịp nữa, lôi về để trong trại giam ấy. Lúc đó nó mới biết là cái cuộc sống ở trong trại giam nó không được tự do tự tại như thế nào. Và nó lúc đó nó mới biết rằng là ước gì trước đây mình gì, mình không làm những việc ấy, và mình là một người lương thiện, thì bây giờ làm gì mình phải ở trong cái chỗ tối tăm khỉ ho cò gáy thế này, vân vân đó. Nhưng một lúc đấy cũng cũng rất là muộn rồi đó. Cho nên cái trường hợp này thì thôi, thì các cụ ngày xưa nói là quản nước quản tát, Phật tử này cũng nhất tâm nên nghĩ đến cái ân nghĩa sinh thành của cha mẹ, như Đức Phật nói mà cố gần gũi để dùng các phương tiện để khuyên bảo cho mẹ mình được bao nhiêu hay bấy nhiêu. À, một bạn nữa hỏi: con xin kính chào nhà chùa, con xin phép được hỏi hai câu. Một, luân hồi là vòng sinh tử, vậy nếu là người thường mở ngoặc đơn không phải là đệ tử Phật gia, tức là không phải là người xuất gia và người tại gia, có thể thế đóng ngoặc đơn, thì có thể thoát khỏi vòng luân hồi hay không? Nếu có thì làm thế nào thoát khỏi sinh tử luân hồi? Trong kinh Đức Phật nói tất cả chúng sinh ở trong tam giới này, tam giới tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới thì có gì? Cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, đó là sáu cõi dục giới. Sắc giới thì Đức Phật nó có 18 cõi trời lớn, trong đó còn có rất cõi trời nhỏ thuộc về cõi sắc giới. Vô sắc giới Đức Phật nói là có 4 cõi, đó là không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, không vô biên xứ thức, vô biên xứ phi tưởng hữu xứ, và phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Đó là 4 cõi trời, 4 cõi trời vô sắc giới. Trong đó thì cũng có rất nhiều những cõi trời nhỏ ở trong đó, nhưng Đức Phật chỉ nói cái khái quát, những cái bao hàm mà thôi, vì không thể kể ra tên của các cõi trời được, cũng giống như không thể kể ra tên của các loài động vật, tên của các loài cây cỏ ở thế giới chúng ta này được, mà chỉ có thể thì Đức Phật chia thành hai loại, đó là động vật và thực vật. Động vật là chỉ cho tất cả những loài gì biết bò, biết bay, biết máy, biết cựa và biết gì, biết suy nghĩ, biết hành động, biết bò, biết đi, vân vân đó, biết di chuyển, vân vân đó, đó gọi là động vật. Thực vật là chỉ cho tất cả các loài gì, cây cối, à, cây cối như tảo, rong rêu, vân vân chẳng hạn, những cái loài đó thì chỉ thực vật, chỉ hai loại, chứ không thể kể hết ra tất cả các loài. Cây có bao nhiêu loại, chim trên trời có bao nhiêu loại, cá dưới nước có bao nhiêu loại, và người sống, vật sống trên cạn có bao nhiêu loại, không thể kể hết được. Người mà muốn đòi đi kể hết cái đó tức là gì? Người có đầu óc thần kinh điên rồ, có vấn đề vậy. Cho nên Đức Phật nói thì tất cả chúng sinh ở trong tam giới đều luân hồi, đều chịu sự chi phối của luân hồi ở trong vòng quay lục đạo vậy. Có phúc thì gì? Đi lên trời, phúc hết thì dần dần lại đi xuống cõi Atula, rồi cõi người, rồi cõi gì tội nặng thì lại vào cõi súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục, cứ luân chuyển như thế không bao giờ hết. Và ngoài đạo Phật, tất cả các tôn giáo trên thế giới đều nói rằng gì, tu hành cái sự chứng đắc cao tột của họ là gì, được sinh về các cõi trời. Như đạo Tin Lành Thiên Chúa chẳng hạn thì nói là được sinh về với Chúa, mà Chúa ở đây họ nói này chính là vua, vua cõi trời dục giới, đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế, chúng ta dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, vân vân. Nhưng tôn giáo của họ thì có thể họ lại không nhận, chấp nhận cái đó, và họ nói rằng gì, đi lên về Chúa thì vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Nhưng quan điểm của Đức Phật sau khi tu chứng, ngài bác hết tất cả gì, các cõi trời cũng vẫn còn bị sinh tử luân hồi khi mà hết phúc. À, cho nên Đức Phật nói duy nhất
chỉ có bậc thánh giả chứng được thánh quả gì? A-la-hán trở lên mới vĩnh viễn thoát lấy sinh tử. Những người tu chứng được thánh quả gì? Đẳng giác hoặc diệu giác. Nhấn đến gì? Hàng thất địa Bồ Tát cho đến đẳng giác, diệu giác và thành Phật mới vĩnh viễn thoát lấy sinh tử. Còn tu theo hạnh duyên giác thì chứng hạng độc giác và hạng duyên giác. Tới tu 12 pháp nhân duyên của Phật đó mà chứng quả độc giác hoặc duyên giác đó mới vĩnh viễn thoát lấy sinh tử. Còn á, hàng gì chứng được tam thánh quả dưới, tức là tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm á, vẫn còn phải lưu chuyển trong sinh tử từ 1 đến 7 lần nữa. Tu đà hoàn thì phải 7 lần sinh tử, tư đà hàm thì gì? Phải 1 lần sinh tử. Mà a na hàm á thì vẫn còn phải gì? Sinh lên cõi trời tịnh cư hoặc các cõi trời đâu xuất một lần nữa thì mới gì? Chứng quả A-la-hán và nhập niết bàn, tức là vẫn còn phải 1 lần sinh nhưng phải không sinh lại nhân gian. À, cho nên A-na-hàm còn dịch là gì? Là bất hoàn hay là bất lai. Bất hoàn hay bất lai quả, tức là sinh lên các cõi tịnh cư hoặc cõi gì? Cõi trời, và chứng đắc thánh quả A-la-hán nhập niết bàn ở đó thì các ngài phải nhập niết bàn, chứ không nhập niết bàn á thì vẫn lưu chuyển sinh tử. Đấy là gì? Đấy là cái ý thứ nhất trả lời câu hỏi của một bạn này. Câu thứ hai, bạn hỏi là thế nào được gọi là trọn vẹn chữ hiếu? Nếu trong trường hợp mình chưa học thành công mà bố mẹ đã không còn thì như vậy có được gọi là bất hiếu không? Cái này là ngoài mong muốn. Chữ hiếu là gì? Làm trọn vẹn chữ hiếu là đứa con gì? Báo đáp công ơn cha mẹ sinh thành. Đói gì? Cung cấp cho mẹ, cha mẹ ăn. Khát cũng bưng cơm rót nước cho mẹ uống. Rồi á, mùa đông thì cho ấm, mùa hè thì quạt mát, vân vân, không làm cho cha mẹ đau khổ vì mình, thì đó gọi là cái cách báo hiếu trọn vẹn theo ý nghĩa trọn vẹn chữ hiếu của thế gian. Nhưng Đức Phật ở trong kinh Địa Tạng và trong kinh Đại Báo Ân đó, Đức Phật nói gì? Cái báo hiếu đó vẫn chưa được trọn vẹn. Cái chữ hiếu của thế gian, đói cho ăn, khát cho uống, lạnh cho ấm, nóng cho mát đó, không làm cho cha mẹ gì, mẹ khóc, cha mẹ buồn, mẹ khổ, lúc nào cha làm cho cha mẹ vui nở nụ cười trên môi đó, thậm chí là gì, vai trái cõng mẹ, vai phải gì vác cha, hoặc là gánh cha mẹ đi khắp gì, khắp trái đất này để cho cha mẹ gì, cha mẹ vui. Nhưng đến khi cha mẹ già, cha mẹ mất, chúng ta vẫn không thể làm được gì hơn. Muốn cha mẹ đừng có gì, đừng có già, đừng có chết thì cũng không làm gì hơn. Ý tôi nói già chết ở đây là gì? Già chết để thần thức đi vào chỗ gì? Chỗ đau khổ, chỗ đọa xứ ấy. Chứ còn già chết thì tất nhiên ai cũng phải già chết. Phật cũng phải gì? Thân thể ngày thì hiện ra tâm thân này cũng phải già chết. Tôi thì hiện ra tâm thân này một ngày nào đó tôi cũng gì? Cũng phải già, phải chết. Nhưng điều quan trọng, chết, sau khi chết ta đi về đâu? Phật thì nhập niết bàn, tôi đi về đâu và các quý vị đi về đâu? Cái chỗ đi đến đó ở đời sau của chúng ta rất quan trọng. Nếu người tu đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới như kinh nói là vĩnh viễn thoát lên sinh tử chúng khổ, thân thì thọ mạng như là A Di Đà Phật gọi là vô lượng thọ, công đức trí tuệ vô lượng như là các vị đại Bồ Tát Quan Âm Thế Chí vân vân, tu hành dần dần thành Phật, không bị thoái chuyển nữa, không bị khổ đau sinh tử luân hồi nữa vân vân. Cho nên trong kinh Đức Phật nói người quan trí hiếu, tức là hiếu đến chỗ gì? Tột cùng. Không còn cái điều hiếu nào hiếu hơn nữa, là giống như Bồ Tát Di Lặc và Tôn giả Mục Kiền Liên. Báo hiếu bằng cách gì? Dạy Phật pháp cho mẹ, cứu độ cha mẹ thoát khỏi ba đường ác đạo và sáu nẻo sinh tử luân hồi, vĩnh viễn không bị khổ đau nữa. Đó là người con trí hiếu trong đạo Phật. Đồng thời cũng là đứa con trí hiếu gì? Ở khắp trong thế gian này, không tìm thấy đứa con nào trí hiếu hơn, hiếu thảo trọn vẹn hơn là những đứa con như là Bồ Tát Địa Tạng, như là Bồ Tát Mục Kiền Liên ngoài Phật vậy. Mà Phật cũng chính là từ những đứa con trí hiếu đó mới gì? Mới thành Phật, viên mãn công đức mới thành Phật. Cho nên nay bạn hỏi là thế nào là đứa gọi là đứa con làm được trọn vẹn chữ hiếu. Đấy, tôi giải thích hai chữ hiếu của thế gian và xuất thế gian như vậy, tùy theo bạn chọn cái chữ hiếu nào là do bạn quyết định. Còn bạn nói là nếu trường hợp mà mình học hành chưa xong, chưa đi làm, chưa công ăn việc làm, chưa báo hiếu bố mẹ mà bố mẹ đã chết rồi
thì mình có thể gọi là đứa con bất hiếu không? Không. Trừ trường hợp mình hắt hủi, hoặc mình đánh đập, hoặc do mình lời ăn tiếng nói, cách sống cư xử hành động của mình khiến cho cha mẹ buồn, cha mẹ chết, thì chúng ta mới gì? Mới là đứa con có tội, là đứa con bất hiếu. Còn chúng ta vẫn là đứa con ngoan trò giỏi, mà cha mẹ mình vì già mà chết, hoặc bệnh mà chết, hoặc tai nạn mà chết. Trong kinh Dược Sư hoặc có chín thứ chết yểu, các bạn có thể đọc kinh Dược Sư thêm chín thứ chết yểu làm gì, như thế nào Phật dạy đó, vân vân. Bất cứ một lý do nào mà chết mà không phải do mình tác động, mà người khác hoặc là hoàn cảnh hoặc chính thân thể của cha mẹ tác động, đó là già bệnh chết vân vân đó, thì chúng ta không thể gọi là đứa con bất hiếu được. Và chúng ta có thể gì? Mất rồi, như trong kinh Địa Tạng nói, mất rồi vẫn có thể báo hiếu bố mẹ bằng cách gì? Bố thí cúng dường, phóng sinh, tu phúc, tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng cho cha mẹ, đặc biệt là tụng kinh Địa Tạng, vẫn có thể khiến cho cha mẹ thoát khỏi ba đường ác đạo. Hoặc sinh thiên rồi thì sẽ được gì? Phúc thọ miên trường. Sinh người thì cũng được gì? Phúc thọ lâu dài và công đức vô lượng. Hoặc còn ở trong ác đạo thì sớm thoát khỏi ba đường ác đạo, vân vân. Đó chính là chết rồi vẫn có thể người con hiếu thảo. Cha mẹ, ông bà chết rồi, tổ tiên chết rồi, mất rồi, lâu rồi vẫn có thể báo hiếu được vậy. Không chỉ một đời, mà trong kinh Đức Phật nói là nhiều đời, nhiều kiếp vậy. Bạn hỏi là hành động hồi hướng nghĩ về bố mẹ có được gọi là một hành động báo hiếu không? Hồi hướng công đức lành, công đức thiện về bố mẹ đều có thể gọi là hành động báo hiếu vậy. A Di Đà Phật, con bạch thầy, xin thầy chỉ dạy giúp con trong trường hợp này ạ. Con có một chị bạn, hiện chị đang bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nhưng đã vỡ chưa thì con chưa rõ ạ. Gia đình chị từ thời bố mẹ đẻ chị cho đến nay làm nghề bán phở gà ở Kim Sơn, Ninh Bình. Gà để bán phở là do tự gia đình chị giết. Gia đình chị giết thịt. Hàng phở nhà chị là cửa hàng đắt hàng nên số gà bị thịt mỗi ngày không ít ạ. Trong gia đình thời gian gần đây cũng xảy ra nhiều chuyện không may. Từ ngày bị ốm, gia đình chị cũng đi lễ cho chị nhiều, nhưng con không rõ là ở đâu ạ. Và chị cũng có duyên được đến một ngôi chùa, được thầy ở ngôi chùa đó giảng rằng chị bị như vậy là do nghiệp nhà chị tạo ra, và khuyên chị ăn chay và ngồi thiền. Từ hôm đó chị có phát tâm ăn chay ạ. Chị cũng phát tâm rằng nếu lần này chị khỏi ốm, chị sẽ lên ở chùa gần nhà. Con viết mai này kính mong thầy, con viết mail này kính mong thầy từ bi chỉ dạy giúp cho chị và gia đình chị biết cần phải làm gì để giúp chị nếu mệnh mà còn thì được khỏe mạnh lại ạ. Cái trường hợp này bạn nên khuyên cả hai vợ chồng nhà vị ấy, cái thứ nhất là phải thực tâm ăn năn sám hối đối trước Tam Bảo, tức là đến cửa chùa Phật Pháp Tăng mà ăn năn sám hối. Cái thứ hai là phải phát nguyện phóng sinh cho thật nhiều, trước sát sinh nhiều. Thì bây giờ lấy tội gì? Lấy cái việc phóng sinh, lấy cái phúc của tội phóng, cái phúc của việc phóng sinh á, để diệt cái tội gì? Cái tội sát sinh trước đây. Cho nên bây giờ cái việc mà cúng dường Tam Bảo, phóng sinh tu phúc là việc làm đầu tiên cần phải làm. Việc làm thứ hai là nên khuyên vợ chồng gia đình này nên tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nghe giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng hàng ngày để sinh trưởng công đức. Và đặc biệt là gì? Nên sám hối và hồi hướng cho oan gia trái chủ. Cái quyển oan gia trái chủ nên thì tìm cái quyển sám oan gia trái chủ của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không á, để mà sám thì rất tốt. Còn Địa Tạng á thì có thể tùy duyên, nhưng mà nếu tụng được cái bản mà đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam hội tập đó, vì hiện nay này hàng ngày đang có trên 50.000 người đọc tụng cái bản kinh này, cho nên cái cộng nghiệp và công đức là vô lượng. Và bạn này cũng nên khuyên gì? Nên khuyên vợ chồng của hai vợ chồng người bạn này của bạn đó, nên nghe giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nghe bài giảng của Hòa Thượng Tịnh Không cũng được, bài giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng được, và nghe bài giảng của thầy cũng được đó.
các quý vị tùy duyên, nghe ai mà thấy hợp duyên thì các vị nghe. Nghe để là gì? Nghe để hiểu. Hiểu đây là gì? Hiểu để phát cái tâm chân thành để mà sám hối với các oan gia trái chủ, tức là gì? Những con gà, những con vịt, những con lợn mà ngày xưa mình giết, mình ăn thịt hoặc mình đem gì? Đem làm hàng quán đó. Cho nên người ta, các cụ, các tổ, các sư ngày xưa, các tổ sư ngày xưa mới đúc kết lại cái người làm nghề sát sinh có thể giàu rất nhanh. Nhưng họa, khi mà họa đến á, thì gọi là họa vô đơn chí. Lúc đó thì lo để ăn năn sám hối cũng rất khó. Cho nên cái trường hợp này á, cho dù dẫu có ăn năn sám hối, phóng sinh, tu phúc, tụng kinh địa tạng, thầy cũng không dám đảm bảo là cái chị bạn này của bạn này lại khỏi bệnh và khỏe mạnh lại bình thường. Nhưng biết đâu, nếu mà tội tiêu phúc đến mà khỏe mạnh trở lại được thì sao? Vì cũng có, thầy cũng có những người Phật tử trong đạo tràng gì, ung thư đến giai đoạn cuối, bác sĩ bảo là không thể cứu chữa, vậy mà chỉ có phóng sinh và tụng kinh địa tạng. Mấy tháng sau đi khám lại, bác sĩ bảo các tế bào ác không còn nữa, các tế bào lạ, các tế bào ác không còn nữa. Nghĩa là gì? Nghĩa là khỏi bệnh ung thư. Chỉ có tụng kinh và gì? Nghe giảng và phóng sinh, làm việc thiện thôi, không thuốc thang gì nữa, vậy mà gì mà cũng khỏi bệnh. Gọi là thôi tụng kinh để cho mệnh mà, cái đấy gọi là gì? Cái đấy gọi là trong họa có phúc đấy. Đấy, trong họa có phúc. Cái lúc gặp họa thì mình mới biết gì, biết ăn năn chừa bỏ, sám hối những cái lỗi lầm, tội lỗi vô lượng vô biên mà mình gì, mình đang làm mà mình không biết. Ở thế gian họ cho rằng cái việc giết gà mổ lợn, giết trâu mổ bò là cái việc bình thường. Không có tôi giết thì làm sao có người bán ra chợ để cho các ông ăn thịt, ý là như thế. Mà con trâu, con bò, con chó, con lợn nuôi ra là để gì? Nuôi ra để làm thịt cho gì? Cho người dân ăn, cho con người ăn. Cho nên không giết nó và để lại nó sống bên cạnh chúng ta hoài hoài mới là lạ. Xã hội cho là thế. Nhưng mà đạo Phật, Đức Phật nói này, quan điểm của Đức Phật nói này, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên giết một mạng chúng sinh, tức là giết một vị Phật trong gì? Trong kiếp tương lai. Mà Đức Phật nói giết một vị Phật trong kiếp tương lai á, thì tội đó vô lượng vô biên, không thể tính hết được. Cho nên ở đây, trong cái lúc như thế này mà gì? Gia đình đang làm ăn như vậy, mỗi một ngày sát sinh không biết bao nhiêu con gà, con vịt như vậy. Và bây giờ á, bà vợ bị ốm, như vậy lại phát nguyện là gì? Ăn chay, đi chùa, tụng kinh, nghe sư giảng đạo nói rằng á, cái bệnh đó đều là do nghiệp ác tạo thành, kết thành vậy. Cho nên về có thể lại phát nguyện, nếu mà khỏi bệnh, khi mà nếu mà chữa mà khỏi được bệnh, còn phát nguyện là lên chùa nữa. Chắc đây nói là lên chùa gần, chắc lên chùa để làm công quả đó. Nhưng lên chùa làm công quả hay gì đó không quan trọng bằng cái gì? Bằng phát nguyện ngay bây giờ phải dứt ngay cái gì? Dừng ngay cái việc mà sát sinh để bán hàng phở này lại. Tức là cái gốc của nó ở đấy thì phải dừng ngay nó lại. Dừng ngay nó lại thì mới có thể cứu chữa được. Còn không dừng thì cho dù mỗi một ngày có tụng 1.000 bộ kinh địa tạng, 1.000, 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000, biến danh hiệu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, một ngày có tụng gì? Có tụng không chỉ là 3 cuốn mà 30 cuốn, 300 cuốn hay 3.000 cuốn kinh địa tạng đi chăng nữa thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Vì cái nhân ác chúng ta chưa dừng. Tụng kinh như vậy cũng giống như gì? Như con vẹt nói học nói tiếng người mà thôi, nó chả hiểu cái gì cả. Gặp trộm vào nó cũng bảo nhà có khách, gặp khách vào nó cũng bảo nhà có khách. Vì nó không phân biệt đâu là trộm và đâu là gì, đâu là khách. Đó. Hôm sau ra bảo nó gì, ngày sau mà thấy thì thấy người vào thì bảo là chủ ơi, ông chủ ơi, có trộm, có trộm. Thế hôm sau có khách quý đến nhà nó cũng bảo ông chủ ơi, có trộm, có trộm. Vì sao? Vì hôm trước ông chủ thì nghe con vẹt nói là có khách, có khách, mà hóa ra thì gặp ngay thành trộm, nó lẻn vào nó lấy đi. Vẹt vẫn nói có khách. Cho nên bảo nó hôm sau mày thấy người vào nhà mày phải bảo là có trộm. Thế hôm sau thì không may là ông bạn thân từ xa đến chơi thì vừa vào đến nhà thì nghe tiếng là gì? Có trộm, có trộm. Thế là người ta tưởng rằng không phải là tiếng của con chim, con vẹt. Người ta tưởng rằng tiếng của người thân trong gia đình và người ta tủi. Người ta xấu hổ, người ta bỏ người ta về khi người ta chưa kịp bước vào nhà. Đó. Cho nên ở đây điều quan trọng, cái gốc rễ ác là phải dừng lại thì việc niệm Phật tụng kinh mới có hiệu quả, việc lễ Phật cúng bái vân vân cầu nguyện mới có gì, mới có cảm ứng.
Bằng không cũng giống như chỉ giống như con vẹt học nói tiếng người mà thôi, không phải. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.